xin chào các bạn thính giả đã đến kênh truyện đam mỹ tiểu muội hôm nay tiểu muội gửi đến các bạn bộ truyện xuyên thành cha công đi ngược kịch bản chương 21, tôi đưa em đi gặp sang kế cầu có được không một lời này như là mực đậm thấm trên giấy tuyên đôi mắt cố vân thanh bắt đầu sáng lên kinh ngạc sen lẫn khó tin bối rối kèm theo hoảng hốt lo sợ an dương mỉm cười lại có chút miễn cưỡng hắn ngồi dậy lấy điện thoại ra bấm gọi tiếng bíp bíp chậm chạp mà kéo dài sau đó vang lên giọng nói của Giang Kế Cầu từ bên trong truyền đến, "Alo." Thân thể Cố Vân Thanh run nhẹ, An Dương đặt điện thoại bên tai cậu, "Em nói chuyện cùng anh ta đi, tôi đi ra ngoài trước." Nói xong, An Dương đứng dậy đi ra khỏi phòng bệnh, nhẹ nhàng đóng cửa lại, ánh sáng bị chặn lại, trong phòng lờ mờ bóng tối che đi khuôn mặt hắn làm cho người ta khó có thể nhìn rõ nét mặt. "Chỉ cần cậu vui vẻ là được, chỉ cần cậu không còn làm tổn thương đến chính mình nữa là được." An Dương nắm chặt tay nắm cửa phòng bệnh đến mức các đốt ngón tay trở nên trắng bệch, thật lâu không buông ra. Cô y tá hôm nay hơi bẩn, vừa mới đưa đi được một người gào chu chéo như heo bị chọc tiết sống chết không chịu tiêm, sau đó lại đến một nhóc con chạy tán loạn, thật vất và mới có thể nghỉ ngơi một lúc, kết quả rẽ vào trong góc, cô lại bị kẹt lại. Trong góc, người đàn ông dựa đầu vào tường, trên mặt viết không còn gì luyến tiếc. Cô y tá âm thầm cố vũ cho sự chăm chỉ của mình trong lòng, sau đó bước tới vỗ vỗ vai hắn anh không sao chứ có chỗ nào không thoải mái không an dương cứng nhắc quay đầu dáng vẻ hồn lìa khỏi xác khiến cô y tá giật mình ừm không có không có chuyện gì anh à trông anh có vẻ không ổn lắm anh à có chỗ nào không thoải mái có thể nói với tôi y tá tận tâm tận trách không buông tha nơi này an dương chỉ vào trái tim mình ôi trời ơi cái này không được rồi y tá một đường đầy hắn đến khoa tim mạch khoa tim mạch hiếm khi nhàn rỗi bác sĩ điều trị đang uống trà thực tập sinh dưới quyền ông đang khám bệnh an dương ngớ người đang định đứng dậy rời đi với vẻ mặt thất thần lại bị sự nhiệt tình của bác sĩ thực tập đối với tương lai của mình tràn đầy kỳ vọng đẩy xuống ghế bác sĩ mỉm cười hiền lành an dương cảm thấy trái tim mình không có bệnh bị hắn cười liền có thể bị bệnh mất tim của anh chỗ nào không khỏe bác sĩ cười hỏi không không có tôi chỉ là chỉ là thất tình thôi an dương bối rối xua tay vừa dứt lời liền bị vị bác sĩ lão làng đang uống trà bên cạnh đuổi ra ngoài ông vừa đuổi vừa nói với cô y tá bên cạnh đi đi khoa thần kinh hàng năm đều có mấy người tâm bệnh như thế còn có một số người đòi sống đòi chết vì tình cô y tá đi ra ngoài hỏi hắn có ý định chết vì tình không an dương vội vàng xua tay nói không có khi cô y tá thấy hắn có tinh thần hơn liền bày ra dáng vẻ của một người mẹ dạy bảo khuyên nhủ tuổi còn trẻ thời gian còn dài, còn chưa cống hiến cho chủ nghĩa xã hội như thế nào đã tràn nản bla bla bla, lời nói cảm động lòng người tràn ngập năng lượng. An Dương điên cuồng gật đầu, sau đó lôi kéo cô y tá đi tới phòng bệnh Cố Vân Thanh. Cố Vân Thanh gọi điện thoại xong, lúc này đang dựa vào đầu giường ngẩn người, liếc mắt một cái đã trông thấy An Dương đang lôi kéo một người phụ nữ, không hiểu còn tưởng hắn đang trắng trợn trêu ghẹo phụ nữ, An Dương chắp tay trước ngực cầu xin sự giúp đỡ nói, cô à, có thể lặp lại những lời vừa rồi thêm một lần nữa không, nói với cậu ấy. Cô y tá hắng giọng, đang định dốc lòng buộc rửa tâm hồn cho cố vân thanh, kết quả nhìn thấy cổ tay phải quấn băng gạc của cậu nhất thời dừng lại, trần chờ một chút hỏi cậu sợ không. Cố vân thanh nhẹ nhàng gật đầu, cậu ngã xuống trong phòng tắm lạnh toát, từ từ cảm nhận sự sống từng chút một mất dần, không thể nhúc nhích, vừa bất lực, làm sao mà có thể không sợ hãi được. Nếu cậu thật sự hạ quyết tâm thì nên lựa chọn tuyệt thực, bởi vì hối hận cùng sợ hãi còn có cơ hội cứu vãn, chứ không phải lấy cái chết, một khi bắt đầu liền không có cách nào kết thúc, cậu biết không? Y tá tùy tiện nói lại làm cho An Dương giật mình. Ủa, tại sao đột nhiên lại thành khuyên nhủ như vậy? Đã nói cùng nhau hướng tới cuộc sống một tương lai tốt đẹp cơ mà. Chờ đã, cố vân thanh, đừng gật đầu, cậu gật đầu cái quái gì? An Dương vội vàng đẩy cô y tá ra khỏi cửa với vẻ mặt kinh hãi, cô y tá lẻ lưỡi cười ngây ngô rồi bước đi. An Dương nắm tóc, khổ não thở dài, lại không biết, những lời này vô tình lại cứu cố Vân Thanh một mạng ở thời điểm về sau. An Dương điều chỉnh tâm trạng, lại đẩy cửa vào, trông thấy cố Vân Thanh đang ngẩng đầu nhìn hắn, liền ngồi xuống bên giường bệnh cười nói, giang cái cầu nói ngày kia anh ta tới đón em, em có thể trở về nhà tắm rửa, thu dọn đồ đạc một chút. Cố Vân Thanh mấp máy môi, không trả lời. Cậu nhớ tới lần mình từng cùng cô gái xa lạ kia tùy tiện nói vài câu, lần xúc phạm đó đã khiến cậu hiểu được tính chiếm hữu điên cuồng của Ngụy Trì. Cậu không tin Ngụy Trì sẽ nguyện ý đem cậu giao cho Giang Kế Cầu, nhưng cậu không tin thì An Dương vẫn làm. Ngày thứ hai sau khi An Dương đón cậu xuất viện, hắn bắt đầu tỉ mỉ thu dọn đồ đạc cho cậu, thật giống như hai người chia tay nhau trong hòa bình. Cố Vân Thanh bị suy nghĩ của chính mình làm cho giật mình. Khoảng thời gian này, anh Hồ đã gọi điện tới vài lần, mấy ngày nay hắn bị An Dương cưỡng ép nghỉ, nhàn đến mọc thành cây nấm dài. "Cậu chủ, cậu thật sự muốn thả cậu ấy đi sao?" Anh Hồ có chút khó tin. "Ừm, An Dương dùng bà vai kẹp điện thoại ở bên tai, hai tay sửa soạn vali. Anh Hồ lẩm bẩm, tôi cảm thấy cậu thật sự thích cậu ấy đó. Tôi chính là thích em ấy nên mới thả em ấy đi. Người bạn thích tha từ từ cũng không muốn ở bên cạnh bạn." Bạn có thể chịu đựng được sao?" An Dương trong lòng cười lạnh một tiếng, thuận miệng cùng anh Hổ nói vài câu rồi cúp điện thoại, bắt đầu thu dọn quần áo của Cố Vân Thanh vào vali. Cố Vân Thanh vươn tay nói, "Tôi tự mình làm, không có việc gì, trên tay em còn có vết thương." An Dương ngăn cậu, "Cố Vân Thanh không giành được, đành lui về sau, nhất thời có chút mờ mịt. Ngày mai, mình thật sự có thể rời đi rồi sao? Ngụy Trì rốt cuộc cũng chán ghét mình rồi?" cho dù cố vân thanh bối rối mê mang đến đâu, dù An Dương có tiếc đến mấy thì ngày mà Giang kế cầu đến đón người cũng đã đến. Bầu trời ngày hôm đó có chút u ám, đêm qua ngẫu nhiên có mưa nhỏ, ngày hôm sau trời vẫn chưa tạnh, An Dương đặt pha ly ở cửa cho cậu, thở dài một hơi. Cố vân thanh do dự vài lần như thể đang ở trong giấc mơ. An Dương mở cửa từ sớm, đợi chút nữa Giang kế cầu đến sợ chính mình lại giống như lần trước Diệp Hàn đến kéo dài thời gian không mở được cửa, cửa nhà ngụy trì thật sự quá phức tạp xử lý xong mọi chuyện an dương quay người cười với cậu mở hai tay ra ôm một chút trước khi chia tay cố vân thanh sướng sờ tại chỗ trong mắt hiện lên một tia giò xét an dương hậm hực thu tay về trong đầu đột nhiên vang lên tiếng cảnh cáo của hệ thống tuyên bố mệnh lệnh chi nhánh ngăn cản cố vân thanh và giang kế cầu gặp mặt trói buộc cố vân thanh một lần nữa nếu ký chủ không hoàn thành mệnh lệnh sẽ bị khấu trừ 20 điểm giá trị cận bã, giá trị cận bã trước mắt là 20 điểm. Cảnh báo, ký chủ An Dương đang nghiêm trọng đi chệch khỏi lộ trình ban đầu, giá trị cận bã sắp có chiều hướng bằng không. Làm sao vậy, cố vân Thanh thấy An Dương lông mày đột nhiên cao lại. Không có việc gì, đi thôi. An Dương nhẹ nhàng đẩy cố vân thanh. Không ngờ, vừa dứt lời âm thanh cảnh cáo chói tai bắt đầu từng đợt xé nát thần kinh hắn mệnh lệnh chi nhánh chưa hoàn thành, khấu trừ 20 điểm giá trị cận bã, giá trị cận bã trước mắt là không điểm. Cảnh báo, cảnh báo, cảnh báo, tiếp theo là một trận đau đầu kịch liệt, An Dương không kịp đề phòng, co người lại, che đầu, ngồi sụp xuống, đau đớn bắt đầu thở hồn hển Chuyện gì xảy ra vậy? Ánh mắt An Dương bắt đầu mơ hồ, giống như có người đang nắm tóc hắn muốn kéo hắn ra khỏi thân thể này, cố vân thanh không biết làm sao, nửa ôm lấy An Dương đang đau sắp lăn lộn, lớn tiếng hỏi, anh làm sao vậy? Không có tiếng trả lời cậu, đôi mắt hắn bởi vì đau đớn mà bắt đầu đỏ ngầu, hắn điên cuồng đập đầu mình, cố vân thanh đành phải kiềm chế hai tay hắn, ngăn cản hắn tự làm hại chính mình. Một lúc sau, người trong ngực rốt cuộc cũng tỉnh lại, hắn thở nhẹ một hơi nhìn xung quanh, trong mắt hiện lên một tia khó hiểu, đến khi nhìn thấy vali ở cửa, ánh mắt đột nhiên co rụt lại. Cố vân thanh buông người đứng dậy, đang định kéo hắn đứng lên thì lại đột nhiên bị hắn nắm lấy cổ tay té ngã xuống đất. Khóe miệng người đàn ông hiện lên một tia diễu cợt, trong lời nói lộ ra vẻ trào phúng quen thuộc mà đáng sợ, đồ cũng đã thu dọn xong, cậu là định đi đâu hả? chương 22, An Dương đột nhiên bị ném vào một không gian xa lạ. Người ta nói hắn bị quăng bởi một lực không xác định, lăn lộn vài vòng trên mặt đất trước khi hắn ổn định hình dáng kỳ lạ là bởi vì không gian này được bao quanh bởi các khung điện tử lơ lửng trên mỗi khung điện tử đều được đánh dấu cảnh báo hai lần màu đỏ tươi an dương phải mất một lúc lâu mới hồi phục sau cố ngã hắn ngước nhìn thấy dòng chữ trên các khung điện tử xung quanh đã thay đổi thành hệ thống đang nâng cấp bảo trì loading. an dương đứng lên nói vài câu với hệ thống âm thanh máy móc dài rằng giặc truyền đến hệ thống đang nâng cấp bảo trì xin ký chủ bình tĩnh đừng nóng vội này chờ đã Vậy, thân thể của Ngụy Trì sẽ như thế nào? Không có tiếng trả lời An Dương, xung quanh chỉ còn lại màn hình điện tử trong suốt sáng Trương Hiền Thị đang nâng cấp bảo trì. An Dương đột nhiên cảm thấy có chút khó hiểu. Ngụy Trì cũng cảm thấy kỳ lạ, rõ ràng đêm qua hắn cưỡng ép cố vân thanh phóng túng cả đêm, thế nhưng buổi sáng tỉnh lại quần áo trên người vẫn còn nguyên vẹn, lại còn ngã quỵ ở trong phòng khách. Nhưng rất nhanh, Ngụy Trì đã đem nghi ngờ này vứt lại sau đầu, bởi hắn phát hiện một vật hấp dẫn hơn đây là cái gì ngụy trì vươn tay thô bạo xé rách cổ áo cố vân thanh hiện ra sợi dây truyền bạc hình đám mây bồng bềnh đeo trên cổ cậu đôi mắt cố vân thanh đột nhiên co lại cậu còn chưa kịp đưa tay ra ngăn cản chỉ cảm thấy một trận đau nhức sợi dây truyền đã bị ngụy trì giật đứt trên cổ trắng nõn của cậu lập tức xuất hiện một vết hằn hồng nhạt ai tặng cậu ngụy trì nhìn sợi dây truyền trong tay trên môi mang theo ý cười nhưng trong mắt lại lạnh băng cô vân thanh bị động tác vừa rồi của ngụy chi làm cho ho khan một tiếng định hét lên trả lại cho tôi thì thấy ngụy chi đứng dậy ném sợi dây chuyền vào trong tùng rác sau đó kéo cậu vào phòng cô vân thanh trong lòng phát lạnh cậu tự hỏi có phải vừa rồi chính mình nằm mơ hay không ngụy chi dịu dàng đeo sợi dây chuyền cho cậu chẳng qua chỉ là ảo giác của cậu mà thôi hiện tại tỉnh mộng hết thảy mọi thứ liền khôi phục như cũ cô vân thanh bị ngụy chi ném lên giường cảm giác một ngạt quen thuộc xâm chiếm toàn thân cậu, ngụy trì sờ cổ mình, nơi đó vốn dĩ phải có một chiếc chìa khóa, nhưng bây giờ lại không cánh mà bay. Thật thú vị, ngụy trì nghĩ, chỉ qua một đêm, cố vân thanh thế nào mà lại làm được điều này. Xem ra là tôi vẫn còn nhẹ tay, cậu hôm nay vẫn còn có thể xuống giường. Ngụy trì cười cà vạt, trói chặt hai tay cố vân thanh. Ngụy trì, anh nói không giữ lời. Cố vân thanh đỏ mặt, dãy rủa vài cái liền bị tát một cái. Tôi nói cái gì? Ngụy Trì cười, à đúng, tôi nhớ rồi. Dứt lời, Ngụy Trì mở ngăn kéo thứ ba trên tủ đầu giường lục lọi mấy lần, sắc mặt Cố Vân Thanh lập tức trắng bệch. Ngụy Trì tìm được đồ, hài lòng xoay người ngồi trên người Cố Vân Thanh, vươn tay cười thắt lưng hắn. Chờ đã, van xin anh, buông tha cho tôi đi. Đôi mắt nâu của Cố Vân Thanh đột nhiên sợ hãi. Giang kế cầu tới, anh ấy sẽ nhìn thấy dáng vẻ này của mình động tác trên tay ngụy trì dừng lại một chút sau đó liền xé quần cậu xuống hắn liếm khóe môi cười khẽ cậu lúc nào học được cách cầu xin tôi vậy cô vân thanh khẽ giật mình đúng vậy cậu sớm đã học được cách thờ ơ cầu xin chưa bao giờ hữu dụng đối với ngụy trì có lẽ đoạn thời gian ở chung kia hắn đã ngụy trang lớp vỏ ngoài lạnh lùng cô vân thanh bị cơn đau kéo lại sự tỉnh táo không có màn dạo đầu hay bôi trơn Ngụy Trì cầm lấy vật to lớn trong tay, đâm rách nửa thân dưới cậu. A, à, Cố Vân thanh cắn chặt môi dưới, nuốt tiếng hét trở lại trong cổ họng. Không có khoái cảm, phía dưới tràn ra đau đớn cùng chảy máu, dường như Ngụy Trì cảm thấy chưa đủ, đang muốn xoay người làm mạnh hơn, đột nhiên bị một người đẩy từ trên giường xuống đất. Giang Kế Cầu tự mình bước vào, cửa không khóa, chỉ khép hờ, Giang Kế Cầu tưởng là để cửa cho mình nên đi vào. Kỳ thật nghĩ như vậy cũng không sai quả thật đây là an dương cố ý để cửa cho hắn không ngờ hắn vừa bước vào phòng đã trông thấy cảnh tượng như vậy con mẹ nó mày ngụy trì sững sờ trời một câu thô tục liền bị giang kế cầu đá một cước vào bụng hắn đau đến không đứng dậy được giang kế cầu đưa tay cởi cà vạt trên cổ tay cố vân thanh chỉnh lại quần áo sộc xệch giúp cậu cố vân thanh lúc này vẫn còn run rẩy không biết là vì đau hay vì sợ giang kế cầu cảm thấy mình đã hiểu ngụy trì căn bản không muốn đem cậu cho hắn lần này gọi tới không biết là gậy ông đập lưng ông hay là hồng môn yến anh đưa em đi giang kế cầu an ủi cố vân thanh ngụy trì chỉ, chỉ giận giữ cười ôm bụng đi vài bước tới mở cửa tủ quần áo lấy súng ra cố vân thanh tôi có chỗ nào không đối tốt với cậu muốn cái gì tôi cho cái đó cậu suốt ngày muốn đi theo người đàn ông khác là sao ngụy trì giơ súng lên chĩa về phía giang kế cầu không chút do dự nổ súng tiếng súng vang lên, giang kế cậu ôm lấy bả vai ngã xuống, cố vân thanh bừng tỉnh, cô nén cơn đau, vội vàng bước tới đỡ giang kế cậu. Ngụy chỉ còn muốn bắn thêm một phát nữa, không ngờ cố vân thanh chặn lại hỏng súng, anh thả hắn đi, tôi không đi nữa, tôi ở cùng anh, tôi sai rồi. Giọng cậu suy sụp nói tiếp, hoặc là anh đánh tôi, giết chết tôi đi. Cố vân thanh chỉ hỏng súng vào ngực, hét lớn vào mặt Ngụy Trì. Nhìn bộ dạng của người trước mặt, Ngụy Trì thật muốn ngửa mặt cười to, hắn thích Cố Vân Thanh, năm lần bảy lượt sỉ nhục cậu là bởi vì muốn khẳng định cậu thuộc về hắn, nhưng lần nào Ngụy Trì cũng phát hiện trái tim người này căn bản không thuộc về mình. Sự thất vọng này càng khiến cho hắn tổn thương cậu hết lần này đến lần khác, nhưng cuối cùng hắn có thể chĩa súng vào vào vô số người, lại không thể nhắm vào cậu. Ngụy Trì hạ hỏng súng xuống, xuống, nhưng đột nhiên cảm thấy một trận đau nhức, đầu đau như muốn nứt, giống như có thứ gì đó sắp chui ra, hoặc có thứ gì đó đang tranh giành chiếm lấy cơ thể hắn cơn đau này khiến tay ngụy trì không vững súng rơi xuống đất khi hắn định thần lại cố vân thanh đã chĩa súng vào hắn ngụy trì bật cười bắn đi ngụy trì nói nếu cậu không bắn hôm nay người chết nhất định là hắn ngụy trì chỉ vào giang kế cầu phía sau cố vân thanh nở nụ cười lạnh hệ thống nâng cấp bảo trì hoàn tất không biết qua bao lâu an dương cảm giác mình sắp mốc thành cây nấm ngàn năm hệ thống đột nhiên nhắc nhở, dọa An Dương giật mình. Ký chủ An Dương còn muốn trở về thân xác ngụy trì không? Trở về, đương nhiên là phải trở về. An Dương nhảy dựng lên, đang truyền, truyền hoàn tất, âm thanh hệ thống nhắc nhở kết thúc, An Dương đột nhiên lại bị văng ra ngoài. An Dương chỉ cảm thấy trước mắt tối sầm, đầu đau như muốn nứt, khi hắn định thần lại, khuôn mặt cố vân thanh xuất hiện trước mặt hắn. Cẩn thận, lời còn chưa dứt, An Dương đã ngừng nói, Cố Vân Thanh đang nâng khẩu súng, họng súng chĩa thẳng về phía hắn, phía sau Cố Vân Thanh là Giang Kế Tổ đang ôm bả vai máu chảy thành sông. Mẹ khiếp, mãi cho đến khi An Dương nhìn rõ mọi thứ trước mắt, súng trong tay Cố Vân Thanh vang lên, kèm theo sự đau đớn, máu tươi chảy ra, nghênh đón An Dương là bóng tối dùng mình. Nhiệm vụ lần này, công lược Cố Cô Vân Thanh, tiến độ nhiệm vụ, thất bại. Chương 23, An Dương ngồi khoanh chân trên mặt đất, Suy nghĩ về cuộc đời trong không gian bao quanh toàn là màn hình điện tử trong suốt lơ lửng. Là một thanh niên thế kỷ 21 sống lý trí, đầy ý thức pháp luật, không chủ trương dùng bạo lực trị bạo lực nhưng khi sự cố nghiêm trọng xảy ra đến mức không thể giải quyết và kiểm soát bằng lời nói thì bạo lực liền trở thành giải pháp tốt nhất. Ký chủ An Dương, cậu bỏ dao xuống, chúng ta có gì từ từ nói chuyện. Hệ thống, cậu ra đây, chúng ta có thể mặt đối mặt nói chuyện. An Dương cười khẩy nhưng hệ thống lại không dám nhìn. Khủ, hệ thống đã nâng cấp, ký chủ có thể gọi tôi là hệ thống 2.0. Cậu thật đúng là bản thăng cấp đặc biệt. Hệ thống 2.0 dựa trên hiệu suất của 1.0 tiến hành sửa đổi hoàn thiện hơn, bổ sung thêm rất nhiều chức năng trải nghiệm mới, bản thân hệ thống cũng nhân tính hơn. Hiện tại, xin mời ký chủ An Dương lựa chọn tính cách của hệ thống 2.0. An Dương đau đầu, đột nhiên nhớ tới một chuyện, ngẩng đầu hỏi cố vân thanh làm sao vậy hệ thống trực tiếp phớt lờ câu hỏi của hắn tự mình nhảy ra lựa chọn tính cách tiểu tiên nữ tính cách tiểu công chúa tính cách bình thường mặc dù an dương rất tò mò hai cái đầu là cái gì nhưng hắn sẽ không lựa chọn tức chết cậu tính cách bình thường lâu đinh tính cách bình thường chờ đã tính cách bình thường mà còn phải tải lên sao trước đó hệ thống một chấm không hóa ra không phải là tính cách bình thường à tải lên hoàn tất, cùng với đó là bốn chữ lớn nhảy ra trên màn hình điện tử, trong đầu An Dương còn nghe thấy một giọng nói dễ nghe, êm tai như bản tin thời sự, giọng Đông Bắc. Chờ đã, giọng Đông Bắc, đại ca à, cậu bỏ qua cho tôi đi, kịch bản tra công cho cậu, cậu xem qua rồi chỉnh lại đi. Tôi, tôi cái gì mà tôi, cậu làm sao biết Giang kế cầu không phải là ngụy trì tiếp theo. Người này bảo bỏ liền bỏ, cậu sẽ không phải là đồ ngu đi cậu tôi làm sao tôi nói sai à cố vân thanh nói yêu thích giang kế cầu sao nhìn lại xem dáng vẻ ngu ngốc của cậu an dương ôm đầu ngồi xuống ở trong lòng gào thét tôi sai rồi hiện tại đổi tính cách khác còn kịp không được rồi đến lúc nên tiếp nhận kịch bản tiếp theo rồi hả an dương vừa định hỏi kịch bản tiếp theo gì trước mắt liền tốt sầm mất đi đầu thu sáng sớm hơi xe lạnh sự mát mẻ này không thể xua tan đi nắng gắt nhưng thời điểm dưới ánh mặt trời, nó vẫn thấm vào trong xương tùy con người. Ban đêm chỉ đắp mỗi chăn mỏng, sáng sớm vẫn sẽ cảm thấy lạnh, anh Dương là bị cái lạnh này làm cho mơ màng tỉnh giấc. Hắn cuộn tròn một chút rồi đứng dậy, nháy mắt đã bị khung cảnh xung quanh làm cho tỉnh táo lại. Trong ngực hắn có một người, người trong ngực đại khái cũng cảm thấy lạnh, theo bản năng nghích lại gần An Dương, làm hắn thiếu chút nữa nhảy dựng lên lăn xuống giường ưm người kia ngủ không sâu cảm nhận được sự cứng nhắc của an dương liền lui về phía sau hoảng hốt tỉnh lại dụi dụi đôi mắt vẫn còn buồn ngủ tại sao mỗi lần hắn tỉnh lại đều ở trên giường an dương trong lòng than thở mình vẫn còn là trai tân chưa xuất giá phi vẫn là thiếu niên trong sạch này là ngủ cùng mấy lần rồi sau khi an dương khiển trách hệ thống xong hắn cúi đầu nhìn người lại đột nhiên mở to hai mắt Cố Vân Thanh mí mắt buồn ngủ, nhìn hắn khẽ cười, "Chào buổi sáng." "Làm sao vậy?" Cố Vân Thanh nhìn người trước mặt im lặng có chút kỳ quái hỏi, "Đói bụng sao?" "Vậy em đi chuẩn bị bữa sáng cho anh, lát nữa còn phải đi làm." Cố Vân Thanh một tay vén tóc trên trán An Dương, hôn nhẹ một cái, đứng dậy xuống giường đi vào trong bếp. An Dương ngây ngốc, hung hăng nhéo mình một cái, "A, đau quá, không phải mơ." An Dương đột nhiên nhớ ra cái gì đó xuống giường chạy nhanh vào phòng tắm. Một đôi mắt đào hoa cùng khuôn mặt thanh tú xuất hiện trong tấm gương sạch sẽ. Quả nhiên, lần này, là Giang kế cầu hà. An Dương cảm thấy hiện tại hắn nên gào thét một cái, mới xứng với triết học duy vật của chủ nghĩa Mark mà hắn đã học trong 4 năm đại học. Vì vậy, An Dương hai tay ôm mặt, hắn giọng chuẩn bị gào thét, nhưng đột nhiên hắn cảm thấy sau khi trải qua một vụ tai nạn xe hơi, xuyên thành ngụy trì, bây giờ gào thét đã quá muộn ngây người, người cái gì, cậu còn không mau rửa mặt đi, chờ chút nữa là đi làm trễ đó. Giọng đông bắc của hệ thống 2 chấm không vang lên trong đầu An Dương, trực tiếp cắt đứt ý định hét lên của hắn. Sau khi ho khan hai tiếng, An Dương bắt đầu rửa mặt, rửa được một nửa, hắn lại nhớ tới một chuyện. Chờ đã, không phải tôi không gọi khẩu lệnh sao? Làm sao cậu lại xuất hiện được? Sau khi hệ thống 2 chấm không được cập nhật, có thêm chức năng cùng ký chủ trực tiếp nói chuyện, ký chủ có vấn đề gì có thể trực tiếp hỏi, không cần khung điện tử, hệ thống sẽ kịp thời cung cấp thông tin toàn diện liên quan với ký chủ. Này, cũng thật thuận tiện, nhưng mà có chút ồn. Cậu mau lên, rửa mặt xong nhanh đi mặc âu phục. Cả vạt này cậu thắt thật xấu, xong rồi thì đi ăn sáng đi, cậu có ngắm nữa cũng không thay đổi được gì đâu. An Dương nghe mấy tiếng này như bà mẹ già rông dài, thiếu chút nữa quỳ xuống lại hệ thống. Cũng may, sau khi ra khỏi phòng tắm hệ thống ngừng nói an dương xoa xoa huyệt thái dương nhìn thấy cố vân thanh đã nấu xong cháo đặt lên bàn an dương trong lòng cảm thấy ấm áp cố vân thanh đang thu dọn trong phòng bếp quay ra liền trông thấy an dương đang ngồi ở bàn ăn múc từng tia cháo vừa thổi vừa đút vào miệng còn nóng đến lẻ lưỡi cậu không nhịn được khẽ cười an dương ăn nửa bát cháo nóng ngước mắt lên liền trông thấy cố vân thanh đứng ở bên cạnh mình cười an dương theo bản năng sờ mặt nghĩ thầm chẳng lẽ trên mặt mình dính bẩn. Cố vân thanh cúi người, cởi chiếc cà vạt siêu vẹo được người nào đó thắt, rồi thắt lại lần nữa, cuối cùng còn không quên chỉnh lại cổ áo. An Dương cúi đầu nhìn khuôn mặt thanh tú của cố vân thanh gần trong gang tất, trong lòng cảm thấy ngọt như mật. Được rồi, nhanh đi làm đi, nếu không sẽ trễ đó. Cố vân thanh nhẹ nhàng đẩy hắn một cái. Ừm, An Dương phát ngốc, hắn tùy ý đáp một tiếng, xoay người ra khỏi cửa cô vân thanh thấy người rời đi liền xoay người thu dọn bát đũa suy nghĩ rời rạc đây là lần đầu tiên giang kế cầu nguyện ý ở lại qua đêm nhất định sẽ có lần thứ hai trước đó giang kế cầu đột nhiên như có như không xa lánh nhất định là ảo giác của mình mình phải tốt hơn nữa mới có thể xứng với hắn cô vân thanh nghĩ thầm tay cầm bát không khỏi dùng lực an dương đi ra ngoài cửa mới phát hiện ra một vấn đề giang kế cầu đi làm ở đâu cũng may An Dương còn có trợ lý toàn năng hệ thống 2.0, theo chỉ dẫn hắn tìm được văn phòng nơi Giang Kế Cầu làm việc, hệ thống cũng không quên thuận tiện chào phúng vài câu nhưng hắn mặc kệ. Chỉ cần không phải là cha công thì sẽ không làm tổn thương Cố Vân Thanh, thế nào cũng được, cậu nói như thế nào thì tính như thế. Ngày tháng an ổn như vậy, nhớ tới hắn liền đắc ý. An Dương vui vẻ bước vào văn phòng của Giang Kế Cầu. Giang Kế Cầu là người đứng đầu công ty, có phòng làm việc riêng bài trí đơn giản hào phóng, toát lên khí chất của một người thành đạt. An Dương vừa bước vào, bên trong liền truyền đến tiếng pháo hoa. Một đám người vui vẻ ầm ĩ vây quanh hắn, chúc mừng luật sư Giang lại thắng một vụ kiện lớn. Anh Giang, anh thật lợi hại. Đúng rồi, thu nhập thật lớn. Cậu bạn bên cạnh ghen tị nói, liền bị người bên cạnh gõ một cái vào đầu, tiền, cậu chỉ biết đến tiền. Chàng trai trẻ che đầu cười nói, An Dương đoán chắc là Giang kế cầu kiện thắng vụ nào đó, đồng nghiệp đang chúc mừng cho hắn nên vội vàng cảm ơn mọi người. Mọi người trong văn phòng đều biết Giang kế cầu không thích náo nhiệt nên chúc mừng xong top 5 top 3 liền giải tán. Chàng trai trẻ đi sau cùng, vừa ra khỏi cửa chợt nhớ ra điều gì đó liền quay lại. An Dương đang cúi người xuống gầm bàn lấy chổi quét đống pháo hoa giấy ra ngoài. Anh Giang, cậu gọi nói, vừa rồi chị dâu gọi điện thoại tới văn phòng nói buổi trưa sẽ tới gặp anh, nhưng điện thoại của anh tắt máy, không liên lạc được. An Dương toàn thân khẽ run rẩy, ném chổi đứng dậy, kết quả đầu hắn đập mạnh một phát đụng chúng đáy bàn. Chàng trai trẻ ngẩn người, đang định hỏi, "Đàn anh, anh không sao chứ?" Đã thấy An Dương chui ra khỏi gầm bàn, bước nhanh tới hỏi, "Chị dâu nào? Mối quan hệ giữa Giang Kế Cầu và Cố Vân Thanh đã công khai rồi sao?" Chàng trai trẻ không hiểu, "Vị hôn thê của anh, Hạ Yến Thuần." Chương 24 anh không sao chứ, cậu giơ tay vẫy vẫy trước mặt An Dương. An Dương không sao, hắn chỉ muốn trở về thăng thiên. An Dương chật vật lau mặt, không có việc gì, lát nữa tôi gọi lại cho cô ấy, cảm ơn cậu. Không có gì, chàng trai trẻ lộ ra nụ cười niềm nở, xoay người rời khỏi văn phòng. Trên trời rơi sống một em gái lâm như một đóa khinh vân vừa xuất núi. Hệ thống trong đầu An Dương nhây nhây mà hát, hát xong còn lè lưỡi, học theo giọng phát thanh nói ở thời đại quốc gia này còn không có cân nhắc vì đông đảo giai cấp quần chúng độc thân phấn đấu phân phát vợ đâu bây giờ cậu có phải là đặc biệt vui vẻ không ký chủ an dương đúng vậy tôi vui vẻ a à, tôi vui vẻ cái đầu cậu tôi chỉ muốn an ổn đắc ý sống qua ngày tại sao lại là cha công kịch bản này tôi thực sự không muốn an dương rên rỉ ôm đầu ngồi xuống chỉ cảm thấy đầu đau vô cùng ký chủ an dương có muốn tôi cung cấp cho cậu chuyện về vị hôn thê Hạ Yến Thuần không? Cậu nói đi, An Dương yếu ớt gật đầu. Giang kế cậu gặp Hạ Yến Thuần lúc anh ta đi du học. Hai người đã xác định mối quan hệ bạn trai và bạn gái sau khi về nước. Đến nay đã được hai năm, hai người trai tài gái sắc xứng đôi vừa lứa. Họ luôn là một cặp đôi hoàn hảo trong mắt người thân và bạn bè, một giai thoại truyền kỳ. Hạ Yến Tuần có ra thế hiền hách, Mặc dù từ nhỏ là viên ngọc quý trên tay hạ ra nhưng lớn lên cô không có tính tiểu thư mà rất thân thiện. Điều quan trọng nhất là Giang Kế Cầu và Hạ Yến Thuần đã đính hôn, kết hôn chỉ là sớm hay muộn thôi. An Dương nghe hệ thống bla bla giới thiệu như đang đọc truyện, hắn căn rách môi nhưng chỉ có thể nuốt vào bụng, hắn chỉ muốn cho mình trước đây hai cái tát, sao có thể tùy tiện giao cố vân thanh cho Giang Kế Cầu. Chợt nhớ tới cái gì đó, An Dương đưa tay sờ bả vai hắn, quả nhiên trên vai giang kế cầu có một vết thương do đạn bắn đã gần lành lặn an dương hỏi hệ thống giang kế cầu tiếp xúc với cố vân thanh bao lâu rồi năm tháng năm tháng an dương lẩm bẩm nói xong lại như nhớ tới cái gì lục lọi một chút điện thoại điện thoại đâu an dương từ trong túi lấy ra hai cái điện thoại một cái đã tắt nguồn cái còn lại có số của cố vân thanh trong danh bạ thỏ khôn có ba hang năm tháng không có bị phát hiện ăn vụng giang kế cầu cẩn thận cũng không thừa ngay khi an dương mở máy điện thoại liền rung lên dọa an dương sợ tới mức suýt chút nữa ném điện thoại ra ngoài trên màn hình điện thoại hiện lên mấy cuộc gọi nhỡ đều là cùng một người hạ yến thuần an dương cầm điện thoại trong tay do dự có nên gọi lại hay không gọi lại thì hắn lại không biết nên nói gì em yêu anh có chuyện muốn nói với em anh đã lừa dối em ai không đúng bảo bối anh có chuyện muốn nói với em anh ngoại tình rồi cảm giác càng không đúng. An Dương hai tay ôm đầu gục xuống bàn, suy nghĩ lung tung, chung điện thoại reng lên cắt đứt suy nghĩ hỗn loạn vô dụng của hắn. An Dương sờ tới mức giật mình, ý nghĩ đối phó còn chưa có lướt qua trong đầu, thân thể đã vội vàng tiếp điện thoại, theo bản năng bắt lấy, alo. Đầu bên kia điện thoại truyền đến một giọng nữ trong veo như chim oanh hót, ồ, cuối cùng anh cũng mở máy rồi, anh bận lắm mà. Ừm, um, thật ngại quá, An Dương ấp úng đầu bên kia hơi sừng sốt, sau đó cười nói, cùng nhau ăn chưa đi, em có chuyện muốn nói với anh. Được, An Dương hoàn toàn rơi vào trạng thái đứng máy. Giọng nữ thông báo địa điểm, căn dặn vài tiếng, cuối cùng nói hắn làm việc tiếp đi, rồi mới cúp máy. Điện thoại vừa kết thúc, giọng điệu hệ thống hiếm khi nghiêm túc trong đầu An Dương truyền đến. Nhiệm vụ lần này là kết hôn với Hạ Yến Thuần, tiến độ trước mắt đã hoàn thành 50%, sau khi hoàn thành nhiệm vụ, ký chủ có thể trở về thế giới ban đầu. Tôi nói chứ, đều nói vạn sự khởi đầu nan, tại sao lần này đột nhiên tiến độ đã hoàn thành đến 50%? Bởi vì Giang Kế Cầu và Hạ Yến Tuần đã đính hôn. Giọng điệu hệ thống cây ngay không sợ chết đứng, An Dương cạn lời. Lần này không có mệnh lệnh chi nhánh lung tung, cậu không đề cập đến còn tốt, vừa nhắc tôi liền cảm thấy cậu đang tìm đường chết, tôi đây nếu an bài cho cậu, cậu phải làm sao? Nhiệm vụ lần này cậu tự phát huy thoải mái đi, tôi không an bài nữa đâu." Hệ thống tức giận gào lên bằng giọng Đông Bắc, oán giận An Dương một lúc. An Dương ấn huyệt thái dương, cảm thấy đầu đau như búa bổ. Nhìn thời gian trôi qua từng chút một, nháy mắt đã đến giờ hẹn với Hạ Yến Thuần, An Dương đứng dậy dưới sự trợ giúp của hệ thống 2.0, hắn tìm thấy nhà hàng mà mình đã hẹn trong điện thoại. Lúc này đang là giờ ăn trưa, nhà hàng chật ních thực khách mặc dù An Dương ở trong đám đông nhưng liếc mắt liền trông thấy một cô gái đang ngồi trong góc. Cô gái hiển nhiên cũng nhìn thấy An Dương, đứng dậy vẫy tay gọi hắn đi tới. Đó là một cô gái có dung mạo thuần khiết, mái tóc đen dài đến eo, nhìn gần ngũ quan càng đoan trang, trong mắt đều là ý cười, khiến người ta cảm thấy vô cùng thoải mái. An Dương đi tới trước mặt Hạ Yến Thuần, vừa định kéo ghế ngồi xuống, thì đã nghe thấy một câu. Kế cầu, chúng ta sống chung đi. An Dương bị dọa sợ run tay, lực trên tay hơi lớn, phát ra một tiếng bịch, chiếc ghế không vững rơi xuống đất, đập vào chân hắn. Hạ Yến tuần sợ tới mức đứng dậy với vẻ mặt lo lắng, anh không sao chứ? Không, không sao, An Dương vừa xoa chân vừa ở trong lòng kêu lên, nhưng trên mặt miễn cưỡng nở nụ cười. Lần trước không phải chúng ta đã thống nhất rồi sao, chờ tháng sau em từ nước ngoài trở về sẽ sống chung, dù sao chúng ta cũng sắp kết hôn rồi hạ yến thuần khoanh tay ngồi trở lại chỗ của mình ừm um, đúng an dương máy móc trả lời vậy ngày kia em lên máy bay ra nước ngoài anh đến tiễn em đi hạ yến thuần cười nói cô ấy sắp ra nước ngoài an dương nghe hạ yến thuần nói ở trong đầu hỏi hệ thống công việc yêu cầu thực tập một tháng ở nước ngoài lần trước đã nói qua với giang kế cầu ừm um, an dương nhấc ghế lên ngồi lên ghế ngẩng đầu lại trông thấy vẻ mặt kinh ngạc của hạ yến thuần làm sao vậy à không sao lần trước anh còn nói không biết có ổn không hôm nay vậy mà lại đồng ý nhanh như thế hạ yến thuần vui vẻ giọng điệu cao hứng gọi gọi món đi an dương vội vàng đưa menu bỏ qua chủ đề này hai người tương kính như tân dùng bữa an dương sợ mình lỡ lời chỉ có thể cố gắng nói ít đi vài câu hạ yến thuần thỉnh thoảng hỏi về công việc của hắn dưới sự trợ giúp của hệ thống 2.0 những câu hỏi này cũng không khó trả lời. Sau khi ăn xong, hai người sóng vai nhau rời khỏi nhà hàng, An Dương lái xe đưa Hạ Yến thuần về nhà dưới sự nhắc nhở của hệ thống. Hạ Yến Tuần mỉm cười bước xuống xe, vẫy tay chào An Dương rồi hai người tạm biệt nhau rời đi. Hạ Yến thuần nhìn Giang cái cầu lái xe đi khuất bóng, khuôn mặt tươi cười đột nhiên trở nên lạnh lùng, cô vân tay lấy điện thoại ra, tùy ý lướt qua danh bạ, cuối cùng ấn mấy lần cuộc gọi nhanh chóng được kết nối, giọng nói của Hạ Yến Thuần trở nên trầm mặc. anh à, lần trước em nhờ anh tìm thám tử tư, anh đã tìm được chưa? Đúng vậy, em nghi ngờ Giang cái cầu lừa gạt em. Hạ Yến Thuần bình tĩnh nói nhưng lại hơi dùng sức giữ điện thoại, ừm, um, em biết tất cả mọi người đều biết chuyện của bọn em, nếu hắn thật sự vụng trộm bên ngoài, vậy người kia cũng biết chuyện của bọn em. Giọng Hạ Yến Thuần dừng một chút, trên khuôn mặt Thuần khít xuất hiện một nụ cười lạnh lùng vậy em nhất định sẽ xé xác cô ta. chương 25, chắc là do Giang cái cầu vừa kết thúc một vụ kiện lại đang chuẩn bị kết hôn nên mọi người trong văn phòng ngầm hiểu tự giải quyết cố gắng không làm phiền hắn. An Dương buổi chiều có chút nhàn rỗi, cho nên hắn liền bù đắp một ít kiến thức cơ bản về luật pháp, để phòng sau này dùng đến. Tan làm, An Dương lái xe trở về chỗ buổi sáng, hệ thống lại có chút nhân đạo kêu bíp hai tiếng. Người anh em, cậu đi đâu vậy? Về nhà, an dương nghi hoặc hắn hẳn là không nhớ nhầm đường nhà giang kế cầu không ở đó cậu đi nhầm đường rồi buổi sáng là nhà trọ của cố vân thanh an dương đạp phanh xe đột nhiên dừng lại nếu không phải đã thắt dây an toàn thì có khi hắn đã đập đầu vào vô lăng rồi vốn cho rằng giang kế cầu và cố vân thanh ở cùng nhau ai ngờ giang kế cầu lại cẩn thận như vậy an dương trong lòng tràn ngập một loại vui sướng khó hiểu nhưng sau đó hắn lại có chút buồn bực trong năm tháng này cố vân thanh luôn lẻ loi một mình khi không có giang kế cầu sao nghĩ gì đó tôi chỉ đường cho cậu đến nhà giang kế cầu an dương không tình nguyện quay xe đổi hướng điện thoại đột nhiên vang lên thông báo tin nhắn hắn liếc mắt nhìn phát hiện đó là tin nhắn của cố vân thanh liền vội vàng cầm điện thoại bấm vào tin nhắn những từ đơn giản nhưng thận trọng được hiển thị trên màn hình điện thoại tan làm rồi sao anh đã ăn cơm chưa anh có muốn qua đây ăn cơm cùng em không an dương mỉm cười đang định trả lời lại phát hiện những tin nhắn trước đó của hai người hắn do dự một lúc không chịu nổi sự tò mò liền kéo xuống xem qua không có lời nói ngọt ngào hay là sự dịu dàng quan tâm như trong tưởng tượng hầu như tuần nào cố vân thanh cũng sẽ gửi tin nhắn hỏi giang kế cầu có muốn qua ăn tối cùng cậu không nhưng luôn nhận được câu trả lời là xin lỗi hôm nay anh không rảnh tâm tư giang kế cầu cũng chu đáo Mặc dù hắn không đồng ý qua ăn cơm cùng cậu nhưng hắn luôn gửi tin nhắn chào buổi sáng và chúc ngủ ngon cho cố vân thanh, thỉnh thoảng nhắc nhở cậu mặc thêm quần áo ấm. Giữ khoảng cách nhưng vẫn trói chặt cố vân thanh bên người. An Dương lạnh lùng nhìn một chút, đột nhiên nhớ ra cái gì đó liền lấy một cái điện thoại khác của Giang kế cầu ra xem. Quả nhiên, Giang kế cầu cũng sẽ gửi tin nhắn giống như vậy cho Hạ Yến Thuần, đều con mẹ nó toàn là mánh khóe lừa gạt, cha nam. An Dương trong lòng chửi thầm giang kế cầu, sau đó bấm vào tin nhắn trả lời, chờ anh, rồi đạp chân ga lái xe đến nhà Cố Vân Thanh. Giang kế cầu có chìa khóa nhà Cố Vân Thanh nên khi An Dương đến, hắn trực tiếp dùng chìa khóa mở cửa bước vào. Cậu đang bận rộn trong phòng bếp, trên bàn đã bày sẵn hai ba món, tỏa ra mùi thơm hấp dẫn, An Dương có chút đói bụng. Hắn lén lút lấy đũa ăn vụng một miếng, cẩn thận nếm thử, ăn xong lại lặng lẽ đi vào trong bếp trên mặt mang theo ý cười. Cố vân thanh đeo tạp dề, ống tay áo kéo đến cánh tay, một tay cầm bát, một tay cầm nồi bận rộn, bên cạnh còn có một quyển sách dạy nấu ăn, xem ra đã bỏ rất nhiều công sức nấu một bữa ăn ngon cho người khác. An Dương nhìn dáng vẻ nghiêm túc này của cậu hoàn toàn không có sức chống cự, lý trí cùng xúc động trong lòng hắn đấu qua đấu lại, vẫn là gión rén đi qua, từ phía sau ôm lấy cậu. Cố vân thanh hơi giật mình, bỏ nồi xuống cầm dao lên, An Dương thấy cậu cầm dao, vội vàng buông ra, đi nhanh ra khỏi phòng bếp hét lên, đợi đã, hảo hán tham mạng. Ha ha, ha ha, ha ha, nhìn dáng vẻ như sợ hổ của cậu kia. Hệ thống ở trong đầu An Dương dùng giọng điệu bản tin thời sự chứng chặt nghiêm túc cười to nhưng tiếng cười phát ra mỗi chữ mỗi câu đều chỉ có âm đầu, nghe có vẻ khá dị. Cô Vân Thanh nhận ra người phía sau động tác chậm lại, hoảng hốt lấy thất gỗ che sách dậy nấu ăn lại. Hỏi, sao anh đến sớm vậy? Tan làm, anh liền qua luôn." An Dương thò nửa cái đầu phía sau cửa phòng bếp. Cố Vân Thanh trong lòng vui vẻ, giang kế cầu chưa bao giờ đến sớm như vậy, chứ đừng nói là đến đây ăn tối. "Vậy anh ra ngoài chờ em một lát, em nấu xong canh là có thể ăn cơm." Cố Vân Thanh đặt dao xuống, xoay người sang chỗ khác. "Ừm." An Dương đáp một tiếng, không có rời đi, mở cửa nhìn Cố Vân Thanh bận rộn mãi cho đến khi cậu bưng canh từ phòng bếp ra đặt ở trên bàn ăn ăn cơm thôi cố vân thanh cười tạp dề rửa tay xới cơm cho an dương thiếu chút nữa đút hắn ăn luôn cố vân thanh không quen tay đồ ăn không phải đặc biệt ngon nhưng an dương lại cao hứng ăn nhìn đồ ăn trên bàn vơi dần hắn đột nhiên nhớ tới một chuyện ngẩng đầu nhẹ giọng hỏi vân thanh em có quen biết hạ yến thuần không cố vân thanh tính cách lạnh lùng dù thích giang kế cầu đến đâu cũng không có khả năng chịu đựng trở thành người thứ ba an dương mặc dù biết nhưng vẫn không nhịn được hỏi quả nhiên vừa hỏi xong cố vân thanh liền cúi đầu nghiêm túc suy nghĩ sau đó lắc đầu nói không biết làm sao vậy không có gì an dương cúi đầu ăn cơm một số sai lầm một khi bắt đầu đã định sẵn là máu me đầm đìa kết thúc mà sai lầm của giang kế cầu giống như một con dao sắc bén Đâm xuyên qua cơ thể của Cố Vân Thanh rồi mới đâm vào trái tim của Hạ Yến Thuần. Ăn xong, An Dương tranh đi rửa bát, rửa xong đi ra khỏi phòng bếp liền trông thấy Cố Vân Thanh vùi mình vào một góc trên ghế sofa, bấm đi bấm lại điều khiển tivi, trên khuôn mặt thanh tú lộ ra vẻ lười biếng. An Dương khi còn trong thân xác Ngụy Trì chưa từng thấy qua dáng vẻ này của cậu bao giờ. Nhìn thấy An Dương rửa bát xong ngồi bên cạnh mình, Cố Vân Thanh thừa dịp nghiêng người nhào vào trong lòng hắn an dương thân thể cứng đờ cúi đầu nhìn khuôn mặt cậu chỉ cảm thấy tim đập như trống trận a a a người mình thích dựa vào hắn làm sao có thể ngồi yên gấp online chờ cảm nhận được an dương có hơi cứng nhắc cố vân thanh nghi hoặc ngẩng đầu lên bắt gặp ánh mắt hắn bốn mắt nhìn nhau phảng phất trong nháy mắt an dương vẫn là không nhịn được cúi đầu hôn nhẹ lên môi cố vân thanh một cái ai ngờ môi mới chạm nhẹ vào môi cậu chuông điện thoại của giang kế cầu lại vang lên ầm ĩ an dương hoàng hồn kết thúc nụ hôn vươn tay lấy điện thoại tên hạ yến thuần nhảy lên trên màn hình ánh mắt an dương chấp một cái hắn bước mấy bước ra ban công nghe điện thoại kế cầu anh đang ở đâu hạ yến thuần vui vẻ nói anh anh đang ở nhà trái tim an dương đang rỉ máu tâm tư muốn khóc loại cảm giác yêu đương vụng trộm này thật con mẹ nó kích thích hiện tại mới chỉ gọi điện thôi mà hắn đã cảm thấy chột dạ muốn chết giang kế cầu có thể chịu trong năm tháng thật tài năng à lần trước em để quên một ít mỹ phẩm ở chỗ anh ngày kia em định mang ra nước ngoài lát nữa em qua lấy nhé hạ yến thuần nói xong liền cúp máy giang kế cầu hậu viện của anh bốc cháy rồi anh cũng có ngày này sao không thiêu chết anh luôn đi làm sao vậy anh có việc bẩn sao cô vân thanh đi tới quan tâm hỏi ừm xin lỗi anh có việc phải đi trước an dương cầm chìa khóa xe chạy ra ngoài ánh mắt cố vân thanh vẫn luôn dõi theo bóng hình hắn cho đến khi an dương biến mất ở cửa đôi mắt mới dâng lên chút cô đơn không sao cố vân thanh an ủi mình dù sao trước đó hắn cũng đã đồng ý ngày kia sẽ tới sẽ tới cùng mình đón sinh nhật nhưng chuyện giang kế cầu đồng ý an dương không biết mà ngày kia là ngày mà hạ yến thuần ra nước ngoài đã nhờ an dương đi tiễn cô chương 26, đèn hoa sáng lên, thành phố bắt đầu chìm dần vào màn đêm tịch mịch, có những người làm việc vất vả cả ngày lê tấm thân mệt mỏi chuẩn bị về nhà nghỉ ngơi thật tốt để an ủi bản thân, một số người lại bắt đầu bận rộn. Cố Vân Thanh, ngày mai cậu muốn xin nghỉ sao? Ông chủ quán ba Blue mỗi khi xuất hiện đều là dáng vẻ mặc âu phục đi giày da, hôm nay cũng không ngoại lệ, anh ta đưa tay ngăn cản Cố Vân Thanh đang chuẩn bị thu dọn ly rượu vào bể tù. Khẽ cao mày hỏi. Ừm, thật xin lỗi ông chủ, ngày mai là sinh nhật của tôi. Giọng cố vân thanh không lớn, nhưng tiếng nhạc êm dịu trong quán ba cũng không che lấp được lời nói của cậu. Ông chủ suy nghĩ một chút. Mấy tháng này thân thể Cố Vân Thanh nhiều lần không khỏe nhưng vẫn kiên trì đi làm liền gật đầu đồng ý nói, được rồi. Cố Vân Thanh đang định cảm ơn, lại thấy ông chủ đột nhiên chuyển đề tài, có điều, ngày kia có một vị khách lớn, cậu vừa vặn nghỉ ngơi một ngày, ngày kia liền đi tiếp rượu, theo quy củ của anh khấu trừ hoa hồng cho cậu, được chứ? Được à, cố Vân Thanh hơi do dự nhưng vẫn gật đầu đồng ý. Được, vậy cậu làm việc tiếp đi. Ông chủ vỗ vai cậu, quay người rời đi. cố Vân Thanh thở dài, cầm khay đựng đặt ly rượu đi vào hội trường. Một người đột nhiên đi tới khoác lên bà vai cậu. Cậu không còn cách nào khác đành phải ôm khay đựng trong ngực tránh cho ly rượu bị đổ. Này, em nói chuyện gì với ông chủ thế? Doãn tầm cười hì hì, một chiếc răng nanh nhỏ hiện ra. Ngày mai em xin nghỉ." Cố Vân Thanh nhún vai, ra hiệu cho hắn buông tay. "Ông chủ đồng ý không? Nếu không đồng ý anh đi nói với cậu." Doãn Tầm buông tay ra, đi vào trong hội trường cùng với Cố Vân Thanh. "Ông chủ đồng ý, rồi nhưng ngày kia muốn em đi tiếp rượu, em không thể không biết tốt xấu mà từ chối." Cố Vân Thanh thở dài một hơi. "Không sao, dù sao tiểu lượng của em cũng tốt, mà tiếp rượu kiếm được nhiều tiền hơn phục vụ." không phải em muốn tiết kiệm tiền sao? Doãn tầm hai tay ôm sau đầu, cười an ủi. Ừm, cố Vân Thanh đáp, không nói nữa. Lúc đầu, cố Vân Thanh chỉ ứng tuyển nhân viên phục vụ pha chế rượu, không ngờ có lần ông chủ phát hiện từ lượng của cậu tốt, liền mấy lần đề nghị cậu đi tiếp rượu. Ông chủ quán ba blue rất nghiêm túc, quán ba theo phong cách nhẹ nhàng, không có nhạc nền ầm ĩ và sàn nhảy. Lúc trước cậu cũng là vì nhìn trúng điểm này mà xin việc có một số ông chủ cũng chọn đến blue để bàn chuyện làm ăn nhân tiện uống vài ly những người đi tiếp rượu sẽ xuất hiện với tư cách là người mời rượu sau đó giới thiệu một vài loại rượu nổi tiếng trong quán bar cho ông chủ thưởng thức theo cách này lượng tiêu thụ của quán bar cũng tự nhiên tăng lên nhưng rừng lớn có đủ loài chim cũng có người bụng dạ xấu xa đụng tay đụng chân với bọn họ cũng may ông chủ luôn bảo vệ người của mình có phong cách đàng hoàng Ngày mai xin nghỉ là muốn ở cùng với người yêu sao?" Thầy Cố Vân Thanh gật đầu, Doãn Tầm trợn tròn mắt, anh ta đối với em không tốt, em còn. "Không có, anh ấy đối xử với em rất tốt." Cố Vân Thanh trực tiếp cắt ngang lời Doãn Tầm. "Được, được rồi, không nói nữa." Doãn Tầm buông tay, xoay người đi làm việc. 6 giờ sáng, thành phố bắt đầu thức dậy, buổi sáng mùa thu tràn ngập sương mù và hương thơm của bữa sáng đây là nơi hàng ngàn người dân thường tập trung tinh thần chiến đấu, cũng là thời điểm lưu đóng cửa. Cố vân thanh bận rộn cả đêm, lúc này trên mặt lộ ra vẻ mệt mỏi, lúc trước cậu phải thích ứng với ca đêm rất lâu, nhưng hiện tại cuối cùng cũng đã quen. Nghĩ đến tối nay người kia sẽ tới, cố vân thanh hít sâu một hơi, nhanh chóng về nhà. Sau khi trở lại nhà trỏ, cố vân thanh vội vàng tắm rửa rồi chui vào trong chăn, ngủ một tiếng mới bị đồng hồ báo thức đánh thức. Cơ thể hơi quá tải không hài lòng vì chỉ được nghỉ ngơi trong thời gian ngắn như vậy, cánh tay và bắp chân có chút đau nhức, Cố Vân Thanh xoa xoa huyệt thái dương, ngồi ở trên giường một lúc mới đứng dậy. Cậu dọn dẹp nhà cửa một chút, sau đó liền chui vào trong bếp, mất cả buổi chiều để chuẩn bị một bàn ăn, mỗi món đều mang theo tâm huyết của cậu. Nghĩ tới dáng vẻ người kia thưởng thức đồ ăn hôm qua, cậu cảm thấy tất cả đều đáng giá. Khi món cuối được dọn ra, đã là 6 giờ 15 phút gần như là lúc sang kế cầu tan làm. Cuối cùng cũng có thể nghỉ ngơi, cố vân thanh dựa lưng vào ghế sofa mở TV, nhưng ánh mắt cậu thỉnh thoảng vẫn liếc nhìn về phía cửa, trông có vẻ như vô tình lướt qua. Thời gian trôi qua, cố vân thanh dần dần ôm lấy đầu gối của mình, cuối cùng vùi đầu vào trong ngực. 7 giờ 10 phút, cố vân thanh đứng dậy hâm nóng lại đồ ăn trên bàn. Anh ấy sẽ mang bánh kem cho mình sao, từ năm 10 tuổi trở đi mình chưa từng ăn lại bánh sinh nhật. Cố Vân Thanh nghĩ, 8 giờ, Cố Vân Thanh lấy điện thoại ra xem rồi lại thả xuống. Có lẽ anh ấy vẫn đang bận, còn có việc, vẫn là không nên quấy rầy anh ấy. 9 giờ 10 phút, dạ dày cậu bắt đầu co lại kêu lên kháng nghị, cơn đau thắt khiến cậu nhíu mày, tìm viên thuốc uống cùng một ngụm nước ấm. Trước đây, dạ dày của cậu bị ngụy chi làm bị thương, bây giờ vẫn chưa lành hẳn. Anh ấy đã hứa với mình, nhất định sẽ tới, anh ấy có lẽ vẫn đang bận đi. Cố Vân Thanh nghĩ, 10 giờ 10 phút, dạ dày Cố Vân Thanh đau đến tê dại, cậu nhìn đồng hồ trên tường bắt đầu suy nghĩ miên man. Lần đầu tiên mình nhìn thấy Giang Kế Cầu là lúc nào? À, hình như là ở trong nhà, lúc đó là khoảng thời gian đen tối và tuyệt vọng nhất của mình, cảm giác giống như mình có thể gục ngã bất cứ lúc nào. Anh ấy vốn là học trò của ông ta, đến nhà thăm hỏi ông ta để thảo luận về luận văn. Cố Vân Thanh nghĩ, 11 giờ Cố Vân thanh dáng chống đỡ thân thể hâm nóng lại đồ ăn, cậu lấy điện thoại ra bấm đi bấm lại vào giao diện liên lạc của Giang Kế Cầu nhưng hồi lâu không có quay số. Sau đó, anh ấy thường xuyên đến nhà, còn dậy kèm cho mình. Anh ấy sẽ xoa mái tóc động viên mình, anh ấy sẽ dịu dàng hôn nhẹ, nói anh thích em. Kỳ thực, lúc đó trong lòng mình đối với anh ấy chỉ có cảm giác kính trọng và lòng biết ơn nhưng anh ấy là người duy nhất trên thế giới này đối xử tốt với mình, cùng anh ấy sống chung cũng được. Cố Vân Thanh nghĩ, 12 giờ, Cố Vân Thanh nhìn bàn ăn sau đó tắt đèn, nằm xuống giường lạnh lẽo. Sinh nhật vui vẻ, Cố Vân Thanh cuộn tròn người lại thành tư thế ôm chính mình, trong lòng nhẹ nhàng nói một câu chúc mừng với bản thân. Cố Vân Thanh ngủ say đến tận tối hôm sau, tỉnh lại lấy điện thoại ra nhìn một chút, có chút ảm đạm, không có cuộc gọi nhỡ nào, giang kế cầu hình như lúc nào cũng bận. Gần hai ngày không ăn gì, Cố Vân Thanh chống đỡ dạ dày bò dậy, loạn chọn đi tắm rửa, uống thêm viên thuốc đau dạ dày cùng nước ấm, vội vàng ra cửa. Cậu còn phải đi làm, hôm qua cậu đã xin nghỉ phép, hôm nay không thể đến muộn, đã hứa với ông chủ là sẽ đi tiếp rượu. Khi đến quán Ba Blue, cố vân thanh vội vàng thay quần áo nhân viên phục vụ, ngẩng đầu lên đã thấy ông chủ đi ngang qua nói, khách đến rồi, ở A11, cậu đợi một lát rồi qua đó đi. Được, cố vân thanh gật đầu, chỉnh sửa lại quần áo. Em không sao chứ?" Cố Vân Thanh đang định đi qua đó, Doãn Tầm vừa vào cửa đang định thay quần áo trông thấy cậu liền ngăn lại hỏi, "Sao sắc mặt em lại tái nhợt như vậy?" "Em không sao." Cố Vân Thanh đè lại cánh tay Doãn Tầm, vội vàng đi ra ngoài. "Chắc là không sao, em ấy vẫn luôn ổn mà. Nhiều năm như thế, nếu xảy ra chuyện gì, vậy thì em ấy đã sớm sụp đổ rồi." Chương 27: Khi Cố Vân Thanh tiến vào phòng bao tiếp rượu, An Dương đang ngồi ở đồn cảnh sát uống trà. Đúng vậy, ngồi ở đồn cảnh sát uống trà. An Dương đang đờ đẫn cầm tách trà nguội lạnh không biết túi trà đã được pha bao nhiêu lần với vẻ mặt tôi là ai, tôi đang ở đâu, tôi muốn làm gì. Hơn 10 giờ tối, cảnh sát trực ban rất tức giận, đập bàn một cái, ba ngón tay cầm bút chỉ vào An Dương, đầu bút thiếu chút nữa đâm vào mặt hắn, nói. Tôi nói, tôi nói, tôi thẳng thắn sẽ được khoan hồng an dương cảm thấy ý thức giác ngộ của mình rất cao đặt tách trà xuống nghiêm túc nói là như này đồng chí cảnh sát buổi tối hôm nay lúc tôi đưa vị hôn thê của tôi ra sân bay đi ra nước ngoài trà vị hôn thê của giang kế cầu tưởng mình anh có vị hôn thê à hả đồng chí cảnh sát cắt ngang vỗ tay đập bàn trên mặt cầu độc thân tức giận nói trọng điểm đúng vậy có một tên trộm giật mất túi sách muốn bỏ chạy an dương rất khâm phục khả năng tóm tắt của mình Hắn đơn giản như vậy tóm tắt lại toàn bộ. Tuy nhiên, vị cảnh sát này tỏ vẻ bất bình, anh nói rõ cho tôi. giật túi của ai. vị hôn thê của tôi. anh cảnh sát độc thân nửa đêm bị ép tăng ca soạt một tiếng đã bẻ gãy cây bút trong tay. mẹ kiếp, anh à, là anh hỏi mà. được rồi, không nói vị hôn thê, nói tên trộm đi. an dương vội vàng an ủi. anh cảnh sát gật đầu, giật túi, rồi sau đó. tôi chưa kết hôn anh cảnh sát chọc một nửa cây bút vào bàn. Kế tiếp, những lời anh định nói tiếp, không được xuất hiện ba chữ vị hôn thê này, có nghe thấy không? Anh cảnh sát nghiến răng nghiến lợi nói. Được thôi, An Dương vội vàng gật đầu, nhưng trong lòng lại gào thét. Anh cảnh sát, anh vừa bị đa à? Anh nói đi, có phải không? Anh cảnh sát cảm thấy nhẹ nhõm, anh ta duỗi tay áo, lấy ra một cây bút mới bắt đầu ghi chép khẩu hình, tên trộm giật túi, rồi sau đó thì sao? rồi sau đó bạn gái của tôi anh cảnh sát bẻ gãy chiếc bút thứ hai anh còn muốn tôi thế nào muốn thế nào an dương từ trên ghế nhảy dựng ra sau mấy bước dựa vào trong góc nhìn anh cảnh sát hất bàn theo sau đó là một chị cảnh sát mặt tròn rụt rè đi vào chị cảnh sát dịu dàng đỡ lấy cái bàn chào hỏi an dương rồi tiếp tục ghi chép kỳ thật chuyện này nhắc tới cũng coi như là khá thú vị an dương đồng ý đưa hạ yến thuần đến sân bay nhưng không ngờ máy bay bị trì hoãn do vấn đề thời tiết hạ yến thuần nghĩ đã muộn nên đổi sang lộ trình ngày hôm sau vì vậy an dương bị kéo lê trên phố suốt một ngày tối ngày hôm sau lại đưa cô ra sân bay cả hai bắt taxi đến sân bay đang kéo hành lý để đi vào thì đột nhiên một tên trộm không biết từ đâu xuất hiện giật lấy túi sách của hạ yến thuần rồi bỏ chạy an dương phản ứng nhanh mấy bước liền đuổi kịp đánh ngã tên trộm Tên trộm thấy tình thế không ổn, liền vung một dao. Hạ Yến Thuần đang đi giày cao gót không dám chảy, khi cô đuổi tới đã trông thấy tên trộm nâng dao lên đâm An Dương. Sau đó, sau đó, sau đó, An Dương liền trơ mắt nhìn Hạ Yến Thuần kiểu tóm đúng chuẩn, chẳng những không ngăn tên trộm mà còn hụt một tiếng vặn gãy cánh tay của anh ta. Vặn gãy, gãy. Sau khi vặn xong, tên trộm ngã nhào xuống đất bắt đầu kêu gào như heo bị giết. Hạ Yến Thuần vẻ mặt ngây thơ vô số tội hỏi An Dương, em không cẩn thận dùng quá sức, hình như vặn chật khớp tay anh ta rồi. An Dương chật vật xoa mặt, nghĩ thầm giang kế cầu thật con mẹ nó là dũng sĩ, vị hôn thê lợi hại như này cũng dám vụng trộm, sau này bị phát hiện không biết là chết như thế nào. Nhìn thấy chu An ninh cầm rồi đi về phía này, An Dương đẩy Hạ Yến Thuần một cái, em đi đăng ký trước đi, nhỡ đâu lại bị chậm trễ thì phải đợi thêm một ngày hạ yến thuần chớp mắt nhìn an dương rồi lại nhìn tên trộm trên mặt đất có chút ngại ngùng nhẹ giọng hỏi vậy người này xử lý thế nào không sao anh sẽ lo liệu trường hợp xấu nhất chỉ cần nói anh làm tổn thương anh ta là được an dương cảm thấy giọng nói ôn nhu bây giờ của hạ yến thuần nghe thực sự vô cùng kinh dị cánh tay hắn chỉ bị chật khớp cảnh sát có lẽ sẽ không làm khó anh an dương nói xong lại yên lặng ở trong lòng bổ sung thêm một câu hẳn là thế đi nếu không nhìn ra nội thương có lẽ cũng sẽ không làm khó anh phải không hạ yến thuần vẻ mặt đơn thuần chớp chớp mắt ngoặc kép chấm hỏi chấm hỏi chấm hỏi ngoặc kép an dương lòng đầy nghi hoặc nhìn thấy hạ yến thuần đi đôi giày cao gót giường như có thể xuyên tùng tấm ván gỗ một cước đá vào bụng tên trộm vươn tay đoạt lại cái túi một cước này trực tiếp đạp tên trộm kia gào hét như heo bị giết khiến hắn nghẹn ở trong cổ họng an dương lại chật vật xoa mặt cảm thấy khuôn mặt ngây thơ đáng yêu này của Hạ Yến Tuần quả thực là sự lừa dối lớn nhất trên đời. Em đi đây, tháng sau gặp lại, anh nhớ cân nhắc việc sống chung. Hạ Yến Tuần cười hì hì, từ trong tay An Dương cầm lấy vali, xoay người lẻn vào sân bay. Chú An Ninh đúng lúc đi tới, nói giọng phổ thông không rõ chuyện gì đây. Người này sao có thể là trộm, này là có chuyện gì. An Dương nhìn trời nhìn đất, nhìn trái nhìn phải, đang suy nghĩ xem mình có thể dùng đôi chân dài của mình trốn đi hay không lại bị chú an ninh dùng dùi chọc trở về muốn chạy cậu muốn chạy đi đâu cậu coi tôi là trẻ con à thoạt nhìn trông có vẻ nhã nhặn liền muốn chạy hả cậu đi với tôi có câu nói rất hay nếu bạn gặp rắc rối thì hãy gọi cho cảnh sát chú an ninh biết rõ điều này liền gọi cho người tuần tra một cuộc điện thoại vì vậy an dương tiến vào đồn cảnh sát với vinh dự như vậy thật là người nghe muốn cười người gặp muốn cười lớn vui tai vui mắt sau khi nghe an dương kể lại chị cảnh sát bày tỏ sự đồng cảm sâu sắc an dương nhìn khuôn mặt nín cười của cô cảm thấy cách biểu đạt đồng tình của vị này có chút khác thường chị cảnh sát vỗ vỗ mặt làm ra vẻ nghiêm túc được rồi đoán chừng tên trộm kia cũng không muốn dây dưa hắn muốn được bồi thường một khoản tiền anh nhìn xem có thể chấp nhận được không được thì bồi thường xong là anh có thể rời đi an dương nhìn một chút số tiền vẫn nằm trong phạm vi chấp nhận được, vì vậy hắn đi ra cửa bồi thường cho tên trộm. Tên trộm ôm cánh tay rên rỉ, nửa sống nửa chết ngã ở đó, sau khi An Dương bồi thường, hắn lập tức lấy lại tinh thần muốn đi ra ngoài, lại bị anh cảnh sát độc thân chấp hành nhiệm vụ còng tay lại, giật túi còn muốn đi. Nghĩ đẹp nhỉ, An Dương đứng sang một bên biểu thị động tác này vô cùng được lòng người, với tư cách là một người dân, chúng tôi muốn bày tỏ lòng biết ơn của mình. Sau đó, hắn bị anh cảnh sát độc thân giống như ăn phải thuốc súng, đá một cước ra khỏi đồn cảnh sát. An Dương vừa ra khỏi đồn cảnh sát, điện thoại liền reo lên, hắn lấy điện thoại ra xem, thấy trên màn hình hiện thị ba chữ cố vân thanh, vội vàng bắt máy nhưng đầu bên kia lại truyền đến một giọng nói xa lạ. Âm thanh vừa mở miệng đã gào thét, mẹ khiếp, giang kế cầu, bây giờ anh đang ở đâu? Tôi ở đồn cảnh sát, đầu óc An Dương bỗng chốc hơi đơ, thành thật đáp đầu bên kia tắt cục điện thoại, An Dương đang định gọi lại, điện thoại lại vang lên, vẫn là giọng nói xa lạc kia, nhưng giọng điệu lại chuyển sang cẩn thận thăm dò, xin hỏi, Giang kế cầu phải không? Là tôi, An Dương lại nhìn màn hình điện thoại, xác nhận là Cố Vân Thanh gọi điện thoại tới. Chết tiệt, anh ở đồn cảnh sát sao? Anh cuối cùng là vì chơi gái bị bắt vào à? Đầu bên kia xác định đúng người, liền liến thoáng chửi mắng hắn. An Dương giải thích một lúc bản thân là thấy việc nghĩa hăng hái làm, cần được khen thưởng, anh không thể chê bai tôi như vậy, tôi rất tủi thân nhưng tôi không nói. Mà câu nói tiếp theo từ giọng nói xa lạ khiến An Dương đứng hình. Vậy con mẹ nó anh hiện tại rốt cuộc có thể tới đây hay không? Mẹ khiếp, tôi đoán chừng cố vân thanh chết ở bên ngoài anh cũng không biết. mươi 28, sau khi cúp máy, An Dương đạp ga vượt qua ba cái đèn đỏ, may mà hắn vẫn nhớ thắt dây an toàn. Nếu bố An, người chưa bao giờ vi phạm giao thông khi lái xe với tâm trạng lo lắng, biết được chuyện này, có lẽ ông ấy sẽ đánh đầu An Dương. Gần 11 giờ, xe cộ trên đường không quá đông đúc, An Dương hầu như không gặp trở ngại chạy một mạch tới nhà cố vân thanh. Hắn đóng sầm cửa xe lại, hai bước làm một chạy nhanh lên lầu, ở chỗ rẽ liền trông thấy một thiếu niên khoảng 20 tuổi, nhuộm tóc màu vàng, đang đỡ cố vân thanh dựa vào cửa, lo lắng hỏi chìa khóa của em để ở đâu em để chỗ nào vậy? Gần như ánh mắt An Dương theo bản năng đều dán chặt vào người Cố Vân Thanh, chính xác như vậy, trong lòng tức khắc nhăn lại. Hai mắt cậu nhắm lại, trên mặt ửng hồng, nồng nặc mùi rượu nhưng đôi môi lại tái nhợt mím chặt, trên trán lấm tấm mồ hôi lạnh, toàn thân phát run, hai tay gắt gao nắm chặt tay cầm cửa mới không bị ngã xuống. Duẫn Tầm vừa nhìn thấy An Dương đi tới liền bực tức buông Cố Vân Thanh ra, nắm lấy cổ áo hắn tức giận hét lên, "Giang kế cầu, có phải anh thật sự tưởng rằng cố vân thanh thích anh nên anh liền có thể không kiêng rè gì đúng không con mẹ nó anh có biết hôm qua là ngày sinh nhật của em ấy không hả nó chờ anh cả một ngày đến bây giờ vẫn chưa ăn một miếng nào an dương cảm thấy trong mắt mình như có cái gì đó vỡ vụn bất lực lan ra toàn thân hắn hắn không biết hắn cái gì cũng không biết hắn có tư cách gì nói thích cố vân thanh lúc cố vân thanh khổ sở nhất hắn lại chưa bao giờ ở bên cạnh cậu hắn thật vô dụng Doãn, Duẫn Tầm, đừng, nói nữa, anh mau thả, anh ấy ra đi. Hai mắt cố vân thanh nhìn không rõ nhưng vẫn muốn bảo vệ Giang kế cầu, không ngờ mới mở miệng nói một câu, dạ dày lại bắt đầu co rút, rõ ràng không có gì trong bụng lại muốn trào ra nôn huệ. Doãn Tầm thả An Dương ra, quay người lại đỡ cậu rồi chửi, em đúng là điên rồi, không biết ăn gì đó rồi mới đi tiếp rượu à. Em cảm thấy không khỏe sao không xin về sớm một chút, còn gắng gượng ở lại cùng bọn họ làm gì em là ghét bỏ mệnh mình quá dài phải không doãn tầm còn muốn mắng tiếp lại đột nhiên ngừng nói an dương bước tới đưa tay ra đưa em ấy cho tôi anh đưa cho tôi doãn tầm im lặng nhìn người đàn ông trước mặt mang đến cảm giác áp bức khó tả từng câu từng chữ đều đang kiềm nén trong mắt hắn tràn ngập cảm xúc đó là loại cảm xúc mà doãn tầm không hiểu nổi tiết hầu doãn tầm khẽ nhúc nhích Yên lặng buông lòng Cố Vân Thanh ra, An Dương tức khắc liền ôm lấy cậu vào lòng, bế cậu lên, cổ họng hắn hơi khàn khàn mà khẩn cầu, "Chìa khóa ở trong túi của tôi, phiền cậu mở cửa giúp." Doãn Tầm không nói gì, chỉ đưa tay lấy chìa khóa mở cửa. Cậu chăm chú nhìn An Dương bế Cố Vân Thanh vào nhà nghĩ thầm thật kỳ lạ. Trước đó, cậu đã gặp qua Giang Kế Cầu một lần. Lúc đó, Cố Vân Thanh cũng là bị ép uống quá chén say rượu mặc dù không bị đau dạ dày nhưng cũng không thể tự mình về nhà được vì vậy doãn tầm liền gọi điện thoại nhờ giang kế cầu đến đón cậu kết quả là hắn lề mề mất một lúc lâu mới tới cố vân thanh còn liên tục xin lỗi hắn vì đã làm phiền doãn tầm đến bây giờ vẫn còn nhớ ánh mắt giang kế cầu nhìn cố vân thanh lúc đó dường như cố vân thanh chỉ là một món đồ một vật thuộc sở hữu của hắn một vật mà hắn thích nhưng nếu có biến cố thì cũng chỉ là đồ vật có thể bị vứt bỏ bất cứ lúc nào Doãn tầm nhớ đến ánh mắt kia của hắn, cảm thấy chán ghét rất lâu. Nhưng hiện tại, hắn lại ôm chặt lấy cố vân thanh, giống như chỉ cần buông lỏng là cậu sẽ biến mất luôn, mà hắn áp vào chán cậu, trên mặt tràn đầy đau khổ, ánh mắt tự trách. Một người thực sự có thể thay đổi nhanh như thế sao? An Dương bế cố vân thanh vào nhà, nhẹ nhàng đặt cậu lên ghế sofa, cầm một cốc nước ấm cẩn thận đút cho cậu, động tác dịu dàng đến mức làm cho doãn tầm sừng sốt. Em buồn nôn không? Có cảm giác mê man không? An Dương đỡ vai cậu lo lắng hỏi. Cố Vân Thanh lắc đầu rồi lại gật đầu, ôm bụng không nói nên lời. An Dương từ trong phòng tắm lấy ra một cái khăn mặt nhúng vào nước nóng, sau đó ôm Cố Vân Thanh vào trong lòng, dùng khăn xoa bụng cho cậu. Sắc mặt Cố Vân Thanh dần dịu xuống, An Dương lau mồ hôi lạnh cho cậu, lại đứng dậy nấu cháo, nhân lúc cháo còn đang nấu, hắn lại trở về tiếp tục giúp cậu xoa bụng. Khoảng mười mấy phút sau, An Dương tắt bếp bưng một bát ra đút cho cậu ăn một chút ngoan, em ăn một chút đi, sẽ không khó chịu nữa. Doãn tầm nhìn trời nhìn đất, lơ đãng đứng dậy, đi vào phòng bếp lấy một bát cháo, xúc một thìa ăn thử, vừa mới hút một miếng liền thốt lên một câu mẹ khiếp, ăn ngon, rồi mới lưỡng lự chấp nhận An Dương độc thân 24 năm cũng có tải nấu nướng. Cố Vân Thanh miễn cưỡng ăn một chút, An Dương bế cậu vào phòng tắm giúp cậu lau chùi mùi rượu trên người, thay quần áo khác, sau đó mới bế cậu lên giường. Cố Vân Thanh đã sớm mơ màng, chỉ chốc lát liền nặng nề thiếp đi. An Dương thở dài một hơi, đóng cửa lại, đang định đi vào phòng bếp lấy cháo uống, liền nhìn thấy Doãn Tầm cầm muôi múc cháo đã thấy đáy nồi, trông có vẻ còn chưa có ăn no. Thấy An Dương tới, Doãn Tầm còn vô tội nhìn hắn một cái nói, hết rồi. An Dương nói không sao, tôi đi nấu thêm một ít, sau đó đi đến tủ lạnh xem thử, đang xem thì đột nhiên nhớ ra một vấn đề. Người này là ai? Là ai? Quên đi, ăn quan trọng hơn. Vì vậy, An Dương cúi đầu tiếp tục tìm kiếm đồ ăn. Hệ thống biểu thị hắn có lòng bao dung như thế, cậu có chút không đành lòng cho nên có lòng tốt nhảy ra nhắc nhở hắn. Người này là đồng nghiệp của Cố Vân Thanh, tên là Doãn Tầm. Cố Vân Thanh đang làm gì? An Dương cầm nguyên liệu nấu ăn đi vào trong bếp bắt đầu làm trong đầu lại cùng hệ thống câu được câu không trò chuyện. Nhân viên phục vụ quầy ba, An Dương nhíu mày, chưa từng nghe qua nhân viên phục vụ còn phải tiếp rượu. An Dương tùy tiện nấu hai bát mì, vừa bưng ra liền bắt gặp vẻ mặt mừng rỡ của Doãn Tầm đi qua ngồi, dáng vẻ thoải mái. Hai người ngồi đối diện bắt đầu ăn, An Dương đang suy nghĩ nên mở miệng thế nào, Doãn Tầm đã lên tiếng trước, yên tâm đi, tôi là người đã có chủ, anh không cần lo lắng. An Dương sặc nghẹn, vỗ ngực chậm rãi nói, cảm ơn cậu đã đưa Vân Thanh về. Doãn tầm liếc hắn một cái, lúc trước, tôi rất ghét anh. An Dương nghĩ thầm người này thật thẳng thắn, lúc trước, anh rõ ràng biết cô Vân Thanh phải làm việc vào buổi tối vậy mà mỗi lần chập tối, anh tan làm đều đến làm cậu ấy, làm xong anh thì tốt rồi, nhấc mông lên liền rời đi, cô Vân Thanh còn phải lê thân đi làm, mấy lần phát sốt ngã bệnh, anh nói xem tôi có thể không chán ghét anh sao. Doãn tầm nhầm hiểu, vừa khinh thường vừa giải thích an dương đặt đũa xuống tự nhiên không còn khẩu vị trong lòng ngoại trừ đau lòng cũng không còn tâm tình gì khác nhưng hôm nay tôi phát hiện ra anh cũng được có lẽ lúc trước là tôi hiểu lầm anh đi doãn tầm hoàn toàn là bởi vì mình được hối lộ cho ăn ngon mà xem nhẹ sự thật này doãn tầm ăn xong bát mì thì có điện thoại gọi đến cậu trả lời vài câu rồi nói với an dương có người tới đón tôi còn anh tôi ở đây đợi em ấy tỉnh lại thì chăm sóc em ấy. An Dương thu dọn bát đũa, ở trong lòng lại bổ sung một câu. Tôi không đi, đánh chết tôi cũng không đi. mươi 29, cố Vân Thanh bình tĩnh nhìn vực sâu đen tối trước mặt. Trong vực sâu, có một con quái vật khổng lồ khiến người ta nghẹt thở, nó đang há to miệng đẫm máu, khép vào mở ra, mùi tanh hôi thối, chờ đợi cậu rơi xuống nó liền có thể thưởng thức một bữa ăn mỹ vị. Cố Vân Thanh đờ đẫn tiến lên một bước, cậu nhắm mắt lại ngừng suy nghĩ chuẩn bị tiến lên bước thứ hai thì thân thể cậu đã lảo đảo sắp ngã ở bờ vực sâu bỗng có một người nắm lấy cánh tay cậu kéo cậu ra khỏi nơi đáng sợ đó cô vân thanh tràn đầy kinh ngạc mở to hai mắt người kia kéo cậu không ngừng đi về phía trước bóng lưng hắn lấp đầy trong mắt cậu anh là ai cô vân thanh nghe thấy mình hét lên chờ anh hắn nói chờ anh làm gì chờ anh hắn chỉ lặp lại anh đến cùng là ai Cố Vân Thanh không ngừng hỏi. Anh tên là, anh tên là gì? Tôi không nghe rõ, tên anh là gì? Người kia yên lặng dừng bước, chậm rãi xoay người lại. Ngay khi, Cố Vân Thanh thấy rõ khuôn mặt hắn trong chốc lát thì cậu từ trong mộng tỉnh lại. Cơn đau đầu do say rượu làm cho Cố Vân Thanh choáng váng hoa mắt, cổ họng cậu khô không khốc như bốc khói. Cậu cố gắng mở mắt ra nhưng chỉ thấy một màn đen kịt sen lẫn những đốm trắng, đành phải vội vàng nhắm mắt lại, ấn dây huyệt thái dương cậu thở gấp một hơi, chậm chạp lấy lại tinh thần mới mở mắt ra một lần nữa. Căn phòng yên ắng giống như mỗi khi cậu thức dậy. Cô Vân Thanh cố gắng nhớ lại mọi chuyện đã xảy ra tối hôm qua nhưng cậu chỉ có thể miễn cưỡng nhớ ra mình uống say đổ bệnh, cuối cùng bị doãn tầm mắng kéo trở về, sau đó dường như anh ấy có đến đây. Anh ấy vẫn còn ở đây chứ? Cô Vân Thanh chống đỡ ở đầu giường, cậu loảng chọn đứng dậy đi ra khỏi phòng. Giữa trưa, nắng ấm dịu nhẹ chiếu vào phòng khách trống không, có hạt bụi nhỏ bé xuyên thấu qua dưới ánh nắng mặt trời. Căn phòng không qua lớn liếc mắt một cái liền có thể nhìn ra không có ai. Quả nhiên, anh ấy đi rồi. Không có biện pháp, anh ấy vẫn luôn bận rộn. Cố vân thanh mấp máy môi dựa vào khung cửa, đang chuẩn bị xoay người trở về giường nghỉ ngơi thì cánh cửa lại phát ra tiếng va chạm kim loại của chìa khóa. An dương cố sức sách túi lớn túi nhỏ đồ ăn, một tay mở cửa một tay sách túi đồ ăn đặt dưới đất, cuối cùng dùng bà vai đóng cửa lại, vừa vào cửa đã nhìn thấy cố vân thanh mặc bộ đồ ngủ phong phanh đứng ở cửa phòng bên cạnh nhìn hắn với ánh mắt khó tin em tỉnh rồi an dương đặt đồ ăn vào trong bếp rồi rửa tay đi ra phát hiện cậu vẫn đứng ở đó không biết nghĩ cái gì mùa thu hơi lạnh sao em xuống giường không mang dép an dương nhìn cậu đứng chân trần trên mặt đất nhất thời nóng nảy đi tới bế cậu lên đi mấy bước tới giường nhét cậu vào trong chăn anh anh không phải đi làm sao cố vân thanh hơi thất thần nói nhỏ hôm nay là thứ bảy an dương cười đưa tay sờ chán cậu hỏi đầu có đau không thấy cậu khẽ gật đầu an dương vừa đứng dậy vừa nói anh đi rót cho em một ly nước cố vân thanh nhìn bóng lưng hắn đi ra khỏi phòng đột nhiên nắm chặt góc chăn an dương cầm một cốc nước mật ong đi tới đưa cho cố vân thanh thấy cậu ngoan ngoãn nhận lấy uống một hơi cạn sạch rồi cầm cốc đặt ở đầu giường em muốn ăn gì anh đi làm cho em Cố Vân Thanh ngẩng đầu nhìn vào đôi mắt trong veo của hắn, đột nhiên nắm lấy cổ tay hắn nói thật, thật xin lỗi, làm phiền anh rồi, anh mau đi đi, em không sao. Em không muốn làm phiền anh, nếu anh ghét bỏ em phiền phức thì phải làm sao đây? An Dương dừng một chút, hắn cúi đầu nhìn Cố Vân Thanh nắm lấy cổ tay mình, rõ ràng động tác y lại như thế vậy mà lại nói muốn ở một mình. An Dương yên lặng thở dài, Cố Vân Thanh lập tức cứng đờ. Buổi chiều anh còn muốn dọn đồ tới đây, không ăn no không có sức dọn đâu. An Dương ngồi xuống giường nhìn cậu nở nụ cười. Cố Vân Thanh sừng sốt, mở miệng, dọn, dọn đồ gì. Buổi tối ngủ bên ngoài trên ghế sofa đi, ừm, mặc dù có hơi nhỏ. An Dương chống cằm, giống như đang lẩm bẩm nhưng lại dùng giọng điệu tự nhiên nói cho Cố Vân Thanh nghe. Cố Vân Thanh giống như là kịp phản ứng, đôi mắt lấp lánh. Anh ấy, anh ấy muốn chuyển tới đây ở sao? An Dương nói xong quay đầu nhìn cậu, phát hiện cậu đang cục mắt nhìn chăn bông, mặc dù trên mặt không có cảm xúc phập phồng nhưng vành tai cậu lại đỏ lên, biểu lộ tâm tình của cậu giờ phút này. Phản ứng thật đáng yêu, An Dương vừa mới ở trong đầu gào thét xong, liền nghe thấy hệ thống chán ghét nói một câu. Ký chủ An Dương, cậu xem lại cậu đi, thật trẻ con, nói chuyện ngại ngùng như thế, cậu thích thì cậu nói thẳng, cậu muốn chuyển tới ở đi, lại còn quanh co lòng vòng. Cái này gọi là em hiểu anh cũng ngầm hiểu, tôi cứ không thích nói rõ đấy, nghẹn chết hệ thống cậu. An Dương vươn tay xoa đầu Cố Vân Thanh, anh đi nấu cháo cho em, em nghỉ ngơi một lát đi. Ừm, Cố Vân Thanh nhẹ nhàng đáp, An Dương ngâm nga một câu hát, đứng dậy đi vào trong bếp nấu cháo, nấu cháo trắng gạo kê, thơm ngon mềm dẻo, còn có thể bồi bổ dạ dày. Dạ dày không tốt, An Dương lẩm bẩm. Mở điện thoại lên Baidu tìm kiếm đồ ăn và những việc cần chú ý để bồi bổ dạ dày, trong nháy mắt cháo kê liền nấu xong, trong nồi sôi sùng sục bốc lên bong bóng nhỏ. An Dương múc cháo ra để nguội rồi mang vào phòng Cố Vân Thanh. Cố Vân Thanh ngồi dựa lưng vào thành giường, cúi đầu nói cảm ơn, sau đó cầm lấy bát cháo, húp từng ngụm từng ngụm nhỏ. An Dương nhìn dáng vẻ ngoan ngoãn của Cố Vân Thanh, trong lòng không hiểu sao lại nảy sinh ý muốn chăm sóc động vật nhỏ cảm thấy tự hào. Ồ, đúng rồi, An Dương đột nhiên nhớ ra, ngồi xuống bên giường, giọng điệu ôn hòa hỏi thăm, em không phải là nhân viên phục vụ sao, tại sao còn phải uống rượu? Em, em thỉnh thoảng sẽ phải đi tiếp rượu, đây là cách quán ba thúc đẩy tiêu thụ, chỉ là tiếp rượu ngoài ra không có gì khác, chỉ là uống rượu thôi. Cố vân thanh ngước mắt, có chút sốt ruột giải thích. Lần sau đừng đi nữa, uống rượu tổn thương dạ dày. An Dương nhẹ giọng an ủi cậu, được, Cố Vân Thanh gật đầu, lại múc một muôi cháo. Ừm, người hôm qua đưa em về là An Dương đang muốn hỏi có phải là bạn cậu không. Ai ngờ Cố Vân Thanh đột nhiên ngẩng đầu lên, giọng điệu vô cùng lo lắng ngắt lời hắn, anh ấy chỉ là bạn của em, chỉ là, chỉ là anh ấy, anh ấy có bạn trai rồi, anh ấy sống chung với bạn trai 7 năm, em và anh ấy chỉ là bạn, anh đừng hiểu lầm. An Dương dừng một chút, Cố Vân Thanh so với trong tưởng tượng của hắn vẫn luôn không có cảm giác an toàn chẳng lẽ là bởi vì trước kia giang kế cầu đối xử với cậu quá mức lạnh nhạt sao thấy an dương nhất thời không lên tiếng cố vân thanh trong lòng trầm xuống đang định giải thích lại đột nhiên thấy người trước mặt cười nói hôm qua bạn trai hắn đến đón hắn về nhà anh nhìn thấy rồi không có hiểm lầm em ăn nhanh đi ừm được cố vân thanh vội cúi đầu húp cháo bảy năm thật không dễ dàng an dương lẩm bẩm một câu đột nhiên lại nói chờ chút bảy năm cậu ta hiện tại bao nhiêu tuổi? 25, cố Vân Thanh có chút khó hiểu, Giang kế cầu sao lại hỏi vấn đề thế này, nhưng vẫn ngoan ngoãn trả lời hắn. Mẹ khiếp, vậy mà lớn hơn mình, An Dương nhớ tới gương mặt giống như sinh viên đại học cùng cách ăn mặc thiếu niên ngả ngớn của Doãn Tầm, cảm thấy thế giới của mình tràn ngập lừa dối. Cảm khái xong, An Dương ngẩng đầu nhìn cố Vân Thanh, đột nhiên không nhịn được cười ra tiếng. Cậu đã ăn xong cháo nhưng khóe miệng lại dính hạt gạo. Sao? Sao vậy? Cô Vân Thanh có chút lúng cuống, ăn dính bẩn rồi, An Dương vừa cười vừa đưa tay lau khóe miệng cậu, không ngờ cậu đúng lúc lại nghiêng đầu, đôi môi lạnh lẽo hôn lên ngón tay hắn. An Dương đột nhiên nhịp tim đập dồn dập, vội vàng rút tay về, lắp bắp nói em, em nghỉ ngơi thật tốt đi, anh đi nấu cơm. Nói xong, An Dương cầm lấy cái bát, đứng dậy trốn vào trong bếp. Hèn, hệ thống đối với hành động này đưa ra đánh giá khai quát An Dương cảm thấy nếu như hệ thống có thể mô phỏng con người, hắn nhất định sẽ đào hố chôn cậu, hơn nữa còn là loại chôn xong thuận tiện dẫm mạnh hai phát xuống đất. An Dương vừa mới rửa bát xong đang cất vào tủ thì chuông điện thoại vang lên, hắn cầm điện thoại lên xem, nhìn thấy dòng chữ Hạ Yến Thuần trên màn hình, nhất thời ho khan một tiếng, liếc nhìn cánh cửa phòng Cố Vân Thanh đang đóng chặt, lặng lẽ bước ra ban công mới nghe điện thoại. Hạ Yến Thuần hỏi một chút chuyện lúc trước ở sân bay, hỏi cảnh sát có làm khó hắn không an dương vội nói không có lại nghe hạ yến tuần nói liên miên lại nhảy chuyện ở nước ngoài lúc này mới cúp máy an dương cầm điện thoại đột nhiên có chút tỉnh ngộ cho nên rốt cuộc mình phải làm sao mới có thể không làm tổn thương đến hai người này hạ yến tuần và cố vân thanh hai người bọn họ rõ ràng ai cũng không sai rốt cuộc mình phải làm sao mới tốt đây an dương đang buồn rầu trong đầu vang lên tiếng nhắc nhở của hệ thống khiến hắn giật mình. Nhiệm vụ lần này kết hôn với Hạ Yến Thuần tiến độ trước mắt đã hoàn thành 55%. Chết tiệt, tại sao tiến độ lại tăng lên rồi? Chuyện gì đã xảy ra? Thời gian hôn lễ sắp đến gần, ký chủ, cậu có phải đổ mốc không? Ta cho nên rốt cuộc mình phải làm sao đây? An Dương ngồi xuống, hai tay ôm đầu, điên cuồng vò tóc. Cùng lúc đó, Hạ Yến Thuần ở bên kia đang là ban đêm cô cầm điện thoại nhìn ra bên ngoài qua cửa kính khách sạn. Cô hơi chóng mặt vì ánh đèn neon bên ngoài tòa nhà vào ban đêm, vẫn luôn không có qua lại với cô gái khác sao, nhưng mà em vẫn cảm thấy có gì đó không đúng. Ừm, được, để cho thám tử tư theo dõi thêm đi. chương 30, chập tối, An Dương Tu dọn qua loa những thứ cần thiết và quần áo rồi đem đến nhà trọ của cố Vân Thanh, nghĩ thầm dù sao hắn cũng có xe nếu quên đồ gì thì quay lại lấy hắn vừa vào nhà đã trông thấy cố vân thanh rời giường đang thay xong quần áo đến lúc em phải đi làm rồi nhìn ánh mắt khó hiểu của an dương cố vân thanh nhỏ giọng nói à hôm qua doãn tầm có nói với anh cậu ấy sẽ giúp em xin nghỉ hôm nay với ông chủ an dương vừa nói vừa đặt hành lý của mình vào phòng khách lại bổ sung thêm một câu doãn tầm rất đáng tin cậy cố vân thanh ừ một tiếng tiến lên giúp an dương thu xếp đồ đạc thu dọn xong hai người từng người đi tắm, chẳng mấy chốc đã hơn nửa đêm, An Dương lo lắng thân thể Cố Vân Thanh chưa có khỏi hẳn liền vội vàng kéo người đi nghỉ ngơi. Cố Vân Thanh có chút do dự cào cào khung cửa phòng, buổi tối, anh ngủ ở ghế sofa à? Ừm, không sao, chất lượng giấc ngủ của anh tốt, không kén giường. An Dương hớn hở trải chăn lên ghế sofa. Cố Vân Thanh mở miệng giường như muốn nói gì đó, cuối cùng cậu lại cục mắt xuống nói một tiếng ngủ ngon, sau đó quay người đi vào phòng. 11 giờ đêm thu, không khí có chút xe lạnh, ánh trăng mờ ảo nhẹ nhàng chiếu vào căn phòng nhỏ bé. An Dương nằm trên ghế sofa quấn chăn chuẩn bị ngủ thì cánh cửa lại bị gõ cốc cốc vang lên. Hắn bị vị khách không mời mà đến hù cho, sợ tới mức lăn khỏi ghế sofa. An Dương mơ màng ở hai tiếng, đứng dậy bật đèn trong phòng khách, nhìn thoáng qua mắt mèo trên cửa, nhất thời sửng sốt. Cô Vân Thanh không biết là chưa ngủ hay là cũng bị tiếng động đánh thức, đứng dậy ra khỏi phòng trên mặt lộ ra vẻ nghi hoặc. An Dương đưa tay mở cửa, Doãn Tầm lảo đảo lao vào. Cậu ta rõ ràng đã uống say, sắc mặt đỏ bừng, ánh mắt yếu ớt, vừa vào cửa liền cuốn chăn nằm trên ghế sofa không nói câu nào, dáng vẻ giống như ai kéo cũng không đi, An Dương cùng Cố Vân Thanh nghi hoặc nhìn nhau. Cố Vân Thanh đi mấy bước đến lay lay Doãn Tầm, Doãn Tầm, anh sao vậy? Vân Thanh, để anh ở đây ngủ một đêm đi. Doãn Tầm dùng chăn che đầu, giọng từ trong chăn lúc xa lúc gần truyền đến. Bạn trai anh đâu, sao anh lại chạy tới chỗ em? Cố Vân thành đối với con ma men này có chút đau đầu. Ai ngờ, Doãn tầm chỉ ậm ừ vài câu, hỏi cái gì cũng không chịu trả lời, cứ cuộn mình trong chăn quấn thành một cái kén. Cãi nhau với bạn trai à? An Dương tiến lên chọc chọc cái kén mọc ra từ ghế sofa, bạn nhỏ này, cậu ngủ ở đây thì tôi ngủ ở đâu? Anh ngủ ở ghế sofa anh và Vân Thanh ngủ ở trong phòng đi. Doãn tầm bày tỏ không hiểu lắm, hai người này đã làm bao nhiêu lần rồi, còn đòi ngủ ở ghế sofa, giả vờ cái gì, vì vậy cậu dứt khoát nhắm mắt lại chờ mình giả chết, dáng vẻ ăn vả không đi. Cho nên, đến cùng, tại sao lại thành ra thế này? An Dương nằm ở trên giường, trong lòng điên cuồng niệm chú đại bi nhưng trái tim trong lồng ngực vẫn đập loạn xả giống như có thể vỡ bất cứ lúc nào. Hắn hít sâu mấy lần nhắm mắt lại không ngừng thôi miên chính mình nhưng tiếng hít thở nhẹ nhàng của cố vân thanh đang ngủ bên cạnh vẫn quanh quần rõ ràng bên tai hắn, phảng phất đến tận xương tùy làm hắn không ngủ được. Hắn nghiêng đầu nhìn khuôn mặt đang ngủ say của cố vân thanh, lông mi cậu khẽ động, góc nghiêng bị ánh trăng mờ ảo nhẹ nhàng chiếu vào, môi mỏng hơi hé mở phảng phất như đang bảo an dương hôn cậu. Đầu ngủ cậu mặc hơi rộng, sương quay xanh như ẩn như hiện cùng làn da trắng nõn không chút phòng bị nào lộ ra trước mắt an dương tựa như chỉ cần kéo thêm một chút là có thể trông thấy hai điểm hồng quyến rũ trước ngực cậu an dương muốn hôn cậu muốn hôn chán gương mặt vành tai cậu muốn lấp kín đôi môi cậu muốn làm chuyện đó với cậu hắn vội vàng nhắm mắt lại quay đầu đi chỗ khác thật là tra tấn người ta mà an dương ở trên giường vừa nhà hồn vừa niệm chú cấp thiết như pháp lệnh cuối cùng thực sự không chịu nổi bèn đứng dậy rón rén quấn chăn kẹp gối ra khỏi phòng, liếc mắt liền thấy kẻ đầu sò kia đang làm ổ máy khò khò trên ghế sofa. Kìm nén ý định đạp doãn tầm ra khỏi ghế sofa, An Dương dọn sàn nhà một chút lót tấm đệm miễn cưỡng ngủ một đêm. Sáng sớm, doãn tầm mở mắt ra liền thấy An Dương nằm trên sàn nhà, quần thâm dưới mắt lộ rõ, cậu vừa quay đầu liền bị vẻ mặt oán hận của hắn làm cho giật mình. Sao anh không ngủ ở trong phòng? Doãn tầm rụi rụi mắt, kỳ quái hỏi. An Dương nghiến răng nghiến lợi bật ra mười chữ, giữ gìn công lý, dập tắt dục vọng con người. Doãn tầm sững sờ, cảm khái nói, người có học có khác, bất lực chính là bất lực, còn có thể nói tao nhã như vậy. Khóe mắt An Dương giật giật, hắn đứng dậy một tay đè Doãn tầm tay kia dùng chăn bọc cậu lại định ném ra khỏi cửa. Doãn tầm hét lên hai tiếng rồi bắt đầu gào nói tôi là khách, tôi là khách mà. Chà, này không phải rất có tinh thần sao? tối hôm qua là ai già chết hả? An Dương cười hòa nhã, lại mang giọng điệu cậu chết chắc. Doãn tầm lầm bẩm nói, tôi bị ốm mà, anh là ai nha, tôi muốn Tiểu Vân Thanh chăm sóc tôi. An Dương không nói lời nào xoay người đi vào trong bếp, Doãn tầm từ trong chăn thò ra nửa cái đầu, vừa vặn trông thấy hắn cầm dao đi ra, dọa Doãn tầm sợ hãi lăn từ trên ghế sofa xuống đất, chạy chối chết vào trong phòng gào thét Vân Thanh, cứu mạng, a, à, giết người rồi. Cố Vân Thanh ngủ mê man, nhìn thấy một cái đầu vọt vào, sau khi lay cậu hai cái liền co rúm ở góc giường, cuộn mình thành bánh ú. An Dương đi vào lôi người ra khỏi chăn rồi nói với Cố Vân Thanh, "Chủ công, loại tai họa này không thể giữ lại." Cố Vân Thanh đại khái hiểu ra, ngáp một cái lấy điện thoại ra, "Doãn Tầm, để em gọi người đến đón anh." Không ngờ, Doãn Tầm đột nhiên tiến lên, đè tay cậu lại, trên mặt ngừng cười, "Đừng gọi." "Làm sao vậy?" Cố Vân Thanh phát giác có gì không đúng, Doãn Tầm ngồi trên giường nở nụ cười, tiếng cười dần dần vang lớn, trở thành cười vỡ bụng rồi đột nhiên bật khóc. Anh cùng anh ta chia tay rồi, khoảng 3 tháng trước. Cố Vân Thanh sững sờ, ngay sau đó liền nhớ ra 3 tháng trước Doãn Tầm xin nghỉ phép một khoảng thời gian, sau khi trở về anh ấy gầy đi rất nhiều, chỉ có điều vẫn là dáng vẻ cười đùa ngả ngớn nên cậu cũng không quá để ý. Vậy, hôm qua thì sao? An Dương kỳ quái hỏi hôm qua tôi nói với anh tôi có bạn trai là sợ anh hiểu lầm vân thanh buổi tối người tới đón tôi là anh trai tôi doãn tầm nức nở vân thanh ngày hôm qua anh tới tìm em là bởi vì anh không muốn trở về một khi trở về khắp nơi đều là hơi thở của anh ta dù anh có vứt hết đồ đạc của anh ta đi thì cũng không có ích gì mỗi lần anh về nhà vừa vào cửa cảm giác anh ta vẫn luôn quanh quẩn ở bên cạnh anh Cố vân thanh xoa xoa đầu doãn tầm như như vỗ về chó con nói cãi nhau à. Có chuyện gì không chịu được sao? Anh và anh ta đã ở bên nhau 7 năm, có gì mà không vượt qua được? Doãn tầm mỉm cười nhưng nước mắt lại rơi xuống trên khuôn mặt. Hắn hít sâu một hơi dường như lấy hết sức lực để nói, ngày mai, anh ta kết hôn. Doãn tầm cho đến bây giờ không bao giờ nghĩ tôi có một ngày mình sẽ chia tay với hắn. Ngứa 3 năm, đau 7 năm lẽ nào thật sự là một lời nguyền năm nhất đại học doãn tầm gặp được hắn khi đó hai người vẫn ngây ngô trong lúc vô tình nảy sinh tình cảm lại cùng nhau phấn đấu sống cùng một thành phố lúc đó doãn tầm luôn nghĩ người mình thích cũng thích mình thật may mắn biết bao trước kia doãn tầm vẫn luôn chưa có xác định xu hướng tính dục của mình nhưng hắn lại khẳng định với cậu hắn chỉ thích cậu cũng chỉ thích con trai nhưng bây giờ hắn lại muốn đi kết hôn này thật đúng là mỉa mai thật chớ trêu doãn tầm bỗng hiểu ra tại sao bảy năm chung sống hắn chưa lần nào giới thiệu các thành viên trong gia đình của hắn cho cậu bố mẹ hắn quả nhiên không thể nào chấp nhận được xu hướng tính dục của hắn doãn tầm từng ngây thơ cho rằng điều đó không quan trọng miễn là hai người yêu nhau thì chỉ cần ở chung một chỗ là được bọn họ có thể vượt qua mọi khó khăn nhưng bây giờ hiện thực đã mạnh mẽ tát cho hắn một bạt tai mối tình bảy năm không chống cự nổi áp lực gia đình ngày mai người mà hắn muốn cưới chỉ là một cô gái hắn quen ba tháng. Cái tát này, thật là vừa đau vừa vang, doãn tầm chết dí trong nhà cố vân thanh nửa ngày, đột nhiên bật dậy, tay nắm thành nắm đấm, nói với bọn họ, ngày mai, em muốn đến hôn lễ của anh ta. Hết chương, like và nhấn đăng ký để kênh mình ngày một phát triển hơn cảm ơn bạn đã lắng nghe.